Rick, ok và hi. Đây là video tổng hợp 100 ngày Minecraft SCP sinh tồn siêu khó. SCP hay còn được biết đến với tên gọi chương trình quản thúc đặc biệt là một tổ chức tuyệt mật được sinh ra nhằm mục đích lưu trữ cũng như bảo vệ các thực thể siêu nhiên. Những thứ mà khoa học chưa thể giải thích được, từ những dịch bệnh nguy hiểm cho đến những quái vật kinh tởm. Nói chung là toàn những thứ kinh dị mà con người không thể tưởng tượng nổi. Để biết thêm chi tiết về những thứ phi tự nhiên mà cực kỳ đáng sợ này thì các bạn hãy xem đến hết video nhé. Mà để làm được video này thì thực sự rất tốn công và mất thời gian nghiên cứu từng loại SCP và đặc điểm của nó, nên là mình đã chia lên chia xuống. Thế nên là trước khi bắt đầu video, đừng quên để lại cho mình một like, một sub cũng như bấm vào nút chuông thông báo để mình có thêm thật là nhiều động lực làm những video hấp dẫn khác nha. Siêu cảm ơn và ổn định chỗ ngồi, bắt đầu video thôi nào. Khởi đầu ở nơi hoang vu hẻo lánh, nhưng mà lần này cơ chế chơi lại giống hệt Islecraft. Nên ngày đầu tiên mình đã đi tìm que, xong đập sỏi để lấy ra lửa, rồi chế tạo dao gọt hoa quả để cắt cỏ làm dây buộc ấy. Đủ nguyên liệu thì mình chế tạo rìu. Sau đó một hồi thì mình gặp những ngôi mộ của những người xem chùa, thì mình phải quyết định đào ra luôn thôi. Thật tiếc là ngôi mộ đầu tiên không có gì, nhưng mà ở ngôi mộ thứ hai mình đã tìm thấy một thùng báu vật. Không, thùng xác á. Ở trong đó thì có 3 viên kim cương và một quyển sách rất là xịn. Có cả cái cúp sắt nữa, nên là mình quyết định đi đào một đống sắt luôn. Rồi đào sắt xong mình đi đào than. Đào than chán chê xong thì mình đi chặt một đống gỗ. Đến tờ mờ tối, trong lúc mình đang nung quặng sắt thì bị cả đàn sói tấn công. Mình định cắn lại chúng nó nhưng chợt nhớ hiền nhân có câu là chó cứ sủa thì người cứ đi. Bây giờ mà đứng lại đánh nhau với tụi này chỉ có mất việc, nên là mình quyết định rút lui. Chuẩn. Không ở đây làm gì hết. Rồi đi một hồi mình gặp cái lều rõ ràng có lửa trại nhưng mà chẳng có ai. Má thề cười, sáng hôm sau gặp ông kia, ông đi chơi gái về. Mà hình như quên không trả tiền hay sao á. Bị nó đánh chết luôn. Nhìn cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ. Trong ngày 2 và ngày 3 thì mình đã làm được bộ giáp sắt và lụm một đống hoa để về chế cái thẻ vào phòng thí nghiệm ấy. Đi một hồi thì mình gặp một con zombie đột biến. Con này bị thoái hóa đốt sống cổ ấy sao, đầu nó cứ giật cái buồn cười dã man ấy. Hay là chơi đồ nhiều quá nó thế nhở. Rồi mình đi mãi, cuối cùng cũng tìm thấy một cái phòng thí nghiệm đầu tiên. Vào trong này thì thấy một cái là SCP-966. Mình cũng không sợ lắm, tại vì màu vàng thì cũng sợ. Ở đây thì có một cái kính để nhìn trong ban đêm ấy. Và cả cái áo giáp xên bọ hung nữa, xịn hơn áo giáp sắt một tí. Nhưng mà thua đồ kim cương. Lấy được hết đồ trong hòm thì mình bắt đầu đi sâu vào trong. Và lúc này cảm giác ghê sợ mới thực sự bắt đầu. Cần cái thẻ 3 để vào nhưng mà mình có thẻ 5 rồi. Trong này không có gì hết á. Nhưng mà phải bật cái đèn flash lên, cái đèn trong đêm lên ấy. Thì trời ơi, ở dưới chân mình này có 4 cái con SCP trông như con ma, nó tụ tập làm gì với nhau ấy. Mà phải có ánh sáng đèn xanh ban đêm mới nhìn được. Chứng tỏ là mấy cái loại này tàng hình. Khá là sợ nên là mình đã quyết định không ở lại đây nữa, chìm cút đi luôn, ghê lắm. Ngày 4 đến ngày 5, đi lang thang thì mình gặp một ngôi mộ ẩn dưới lòng đất. Có vài con xác ướp ra giết mình ấy, kiểu bảo vệ lăng mộ ấy. Nhưng mà bọn này hơi yếu so với mình. Sau đó thì mình tiến thẳng vào trong xem có gì không. Thì trong này có vài cái dương, nhưng trước tiên mình phải phá spawner của bọn xác ướp này đã. Mấy cái đồ trong dương cũng khá là xịn đấy. Như kiểu táo vàng này. Rồi còn có cả kim cương nữa. Và rất nhiều vàng. 4 viên kim cương liền. À 3 viên. Ờ còn có cả cái ba lô gì nữa ấy. Đỡ phải đi làm ba lô, tiện ghê. Nhưng mà đeo cái ba lô lên này nó kiểu bị chú bé đần ấy. Cái lũ mía bị lỗi một mách các bạn ạ.
Sau đó mình mở cái dương khác ra thì có một cái búa chiến. Cái này mạnh hơn cái kiếm sắt, hình như còn mạnh hơn cả đồ kiếm kim cương luôn đấy. Trông lên hình thì khá là chiến. Ôi, cực kỳ gắt nha. Mình còn nhặt được một cả cái vương miệng King Crown nữa, nhưng mà mình không biết để nó làm gì. Các bạn biết làm gì comment xuống dưới cho mình biết nhé, tại vì không đội vào đầu được. Rồi mình lại tiếp tục đi. Sau đó mình tìm được một cái kim tự tháp. Các bạn không thể tưởng tượng mình tìm được cái thứ gì ở trong này đâu. Nào chọn địa điểm, chọn đào giống nào. Đừng rơi vào bẫy nhá. Ui may, tao đã đào cái miếng này không có banh xác rồi. Nhưng ăn đã. Đói cái đái. Trời ơi. Ôi ngon. Xem trong dương có gì nào. Mở cái nào đây ta. Đây. Ui mấy cái ngọc lục bảo này. Táo vàng này. Ngon. Light steel bar cũng tạm được. Thôi lấy mấy cái tơ nhẹ thôi. Táo vàng. Ui táo vàng lấp lánh. Táo vàng phù phép à. Được phép nhờ. Cái gì nữa nào. Sắt à. Ồ không quan trọng lắm. Ui cái gì đấy. Blue fire, lửa xanh à. Empty, à cái lọ. Cuốn sách gì đấy. Mở đọc thử có gì nào. Viết cái gì, control spell, phép thuật cái gì đấy. Dịch ok vậy. Ờ, enchant book title gì. Lại dịch ok thôi. Ui. What the fuck, cái gì vậy. Ui ghê gớm vậy. À, thôi kệ đi. Làm miếng thịt cho tỉnh táo rồi. À, lú lú quá. Chơi game nhiều lú lú quá. À, thấm xét thì không à. Ui lửa xanh nó ra mệt chứa nào. Trông à, trông được phết nhở. Nhảy ra. Ui trông như hoạt náo viên ấy. Ui sexy ghê trời. Ui được ghê ta. Đâu phím róc muối đâu nhỉ. Đâu nhỉ phím róc muối đâu nhỉ. Để mình cài phím róc muối phím nào nhỉ. À đây rồi. À, tạm biệt nha. Ui chất vãi. Không biết nó còn có công dụng gì không nhỉ. Đặt ra xem thử nào. Mà ra rồi. Ui có mấy cái lửa đốm đốm đỏ đỏ bay lên kìa. Ui nhãn màu nó bị hiệu ứng ấy này. Ui mình không điều khiển được bản thân các bạn ạ. Ui đây là nó tự di chuyển nha, mình không điều khiển bản thân nha. Nó hiệu ứng gì ấy. Ui 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 phê như chơi đồ luôn á. Ui 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 please please give me stop, please, 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 give me stop. Dừng. Không được, không được. Chết rồi, có cảm giác như chơi đồ á. Ủa. Ủa hết rồi. What the fuck. Ui. Mình đập ra nó bay mất rồi kìa. Chuyện gì xảy ra vậy. What the fuck. Nó bay lên được nhờ. Ôi chắc mình phải đào lên trên xem thử xem có gì không. Má đuổi theo nó thôi. Mình khá là sốc khi phát hiện ở trong cái kim tự tháp ẩn này lại có một cái thứ gì đó. Nó khá là ghê. Đập nó cái ra nó bay ra. Mình nhớ là nó là blue fire. Kiểu chuyện tâm linh vậy. Xong rồi ra ngoài này mình cũng không thấy nó đâu nữa. Ngoài khá là ghê. Mình còn gặp một con gì à? Zombie sa mạc đột biến. Mắt nó sáng như đèn ông sao á. Nhưng mà mấy con này cũng yếu thôi. Kiểu mình ăn thịt sống nhiều nên là ăn thịt sống với uống nước bẩn nhiều ấy. Kiểu cho nó nhanh ấy. Nên là các bạn thể thấy góc bên phải màn hình kiểu mình kiểu có triệu chứng bị hoang tưởng hay sao. Đấy. Thấy mỗi con mắt thôi nhá. Mấy con mẹ nhện này mắt cũng đói lên. Không biết làm sao luôn ấy. Nhưng mà chơi mốt này nó hơi nguy hiểm luôn các bạn ạ. Và mình đi trong đêm một hồi lâu nữa thì trời bắt đầu đổ một cơn mưa. Và khá là ghê khi mình thấy một thứ gì đó xa xa ở kia kìa. What the fuck, mặt
chơi à? Ui, nó biến mất kìa. Ui, 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 tím, 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 mai tím, mai tím, mai hớt, mai hớt. Ui, ghê thế nhở. Ui, ma chơi à? Ma, đập con ma chơi ra ở trong kim tự tháp. SCP à? SCP gì mà nhiều ma này. Ui, 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 what? Hay là mình bị hoang tưởng nhở? Ăn uống không đầy đủ chắc bị hoang tưởng. Kiểu trong này, trong cái mốt này nó có hoang tưởng các bạn. Chắc là hoang tưởng thôi. Chắc là mình bị hoang tưởng thôi. Mà chắc là hoang tưởng thôi, chắc không sao đâu. Ui, ô kìa, ô kìa, what the fuck. Thực thể gì vậy? Ghê nha. Lấy mấy cái cây để mình chắc phải xây nhà thôi, mình đắp vào quanh người thôi. Má cái mốt, sợ thực sự luôn ý. Ui, bình tĩnh, mình sẽ lấy gỗ để đắp quanh người ấy. Ui, cái đấy là cái gì nhỉ? Ma chơi à? Thôi, bỏ mấy quả táo vàng cầm thủ sẵn trong người nó chắc. Mình nghĩ là phải thủ sẵn mấy quả táo vàng trong người nó chắc á. Nó mà tấn công mình cái thì thôi. Lại về với đất mẹ. Thôi, làm tí nước bẩn tiếp. Cho ảo tưởng tí cho nó bỏ. Kiểu hoang tưởng ấy. Trong này nó có hay một cái là nó có hoang tưởng ấy. Nên là cũng không biết là mình đang mơ là đang thật ấy. Tại vì ăn uống bẩn ấy. Mong còn nước nữa, không sáng nhở. À, xa đời đều quá ấy. Vực cứ chắc sâu lắm ấy. Không thấy đáy luôn kìa. Ui. 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 Hai tim kìa. Nó làm một đứa vàng rồi. What the fuck, kiểu nó bị hết hồn ý. Đêm rồi xin đấy, đừng có trêu người ta nữa. Đứng vào đây. Nó làm quần táo vàng nữa cho chắc. Ghê thực sự ấy. Ui. Má này còn zombie. Zombie chúng tôi. Lao nháo. Láo nháo này. Ô, con vẹt này. Ôi, thuần hóa. Phải đập hạt giống nó thuần hóa thôi. Tuy rằng sợ ma nhưng mà mình vẫn không quên bắt chim. Đó, và mình đã thuần hóa được một con vẹt ở dưới cái hang ngách này. Nhưng mà không hiểu là tại sao lại có một cái thực thể gì đó nó đeo bám mình. Và mình cũng không chắc là đó là một sinh vật sống hay là một thứ mình tưởng tượng ra khi tiếp xúc với cái ngọn lửa xanh ở dưới sa mạc ấy. Và sau đó thì mình tìm cách leo lên trên thôi, tại vì ở dưới kia nó quá lạnh. Và mình chốt hạ phương án đó chính là leo lên trên cây để ngủ. Không có làm nhà ấy, có làm cái gì nữa, mất thời gian. Mà nhỡ con kia nó hù tiếp thì mẹ con đái ra quần ấy. Thôi, ngủ đã, mai tính tiếp. Ngày 6, ngày 8 trên đường đi thì mình gặp một con ngựa xương. What the fuck? Sao ngựa xương ở đây à? Nhưng mà tiếc một cái là không thuần hóa được nó. Nhưng mà nó ở cạnh một cái ngôi làng các bạn ạ. Ngay cạnh một cái ngôi làng rất là to luôn. Và làng thôi. Thó được gì thì thó thôi. Và chắc chắn là cảnh này không nên cho các bạn xem. Ui, ông dân làng trong này trông giống như con khỉ đột vậy. Không biết đổi mấy cái này như nào nhỉ. À, trông như con khỉ đột ấy. Van Menu gì ấy, Zozazi, Vanazizu. À, tên đẹp hết. Quán gì ấy? Con rượu à? Ây à, Chadesman. Cái gì đấy? Quác. Mấy cái quặng gì linh tinh này.
Các đồ ấy chả biết là dùng gì. Ui, có cả bia đấy. Quá đỉnh nhưng mà đắt quá. Thôi, dạo khác này có gì không. Ui, mà các bạn không thể tin được đâu, cái làng này nó lắm gái thực sự ấy. Đây là có ba cô gái ngồi đứng đái đây này. Lại còn có cả thổi sáo đấy chứ. Quá, quả làng tuyệt vời vãi. Thử thơm nhạc ấy. Quẩy ạ. Lên. Thổi bay nữa đi. Khinh người là đốt làng đấy. Sau đó thì mình mò mẫm cái làng to đùng vật vã này khá là lâu thì thu thập được cũng rất là nhiều đồ xịn xịn. Nhưng mà tối hôm đó thì mình lại tiếp tục gặp cái gọi là thực thể đi. Ừ, mình kiểu sợ ấy, kiểu vừa chơi vừa sợ ấy. Các bạn biết là mình sợ ma xong rồi mình hay gào thét thì căng thẳng lắm. Và mình suy nghĩ, và lúc đó ấy, mình có một cái suy nghĩ là đây thì chắc chắn không phải là mơ rồi, đây là một sự thật các bạn ạ. Đây là một sự thật, đó không phải là sự ảo tưởng đâu. Tại vì á, cái này là một SCP mà những cái sinh vật gọi là không thể nào mà hình dung ra nổi cái độ kinh khủng của nó. Nên là khéo đây là sự thật đấy. Từ ngày 9 đến ngày 18 thì mình đâm đầu vào trong hang để đào kim cương thôi. Tại vì với cái bộ đồ sắt hiện tại thì mình còn khá là yếu. Nếu muốn đi được xa thì chúng ta phải sở hữu những cái trang bị mạnh. Và mình khá là may mắn khi tìm thấy một khu hầm mỏ bỏ hoang. Vì trong này mình tìm được rất là nhiều kim cương ở trong hầm mỏ. Nhưng mà đi lại lại để tìm được những đồ này thì nó khá là vất. Và mình là chúa tể may mắn. Đây lại có thêm kim cương này. Mặc kim cương to như vú trên TikTok luôn. Tuyệt vời. Sau đó mình đi một đoạn khá xa nữa, khoảng 5-7 km gì, thì thấy hai cái thùng là cạnh nhau. Và mở ra thì lại có kim cương. Ôi trời ơi. Mở ra tiếp thì lại có kim cương. Đấy, mấy quả kim cương trên TikTok này thì đỉnh cao lắm. Thế là mình phải chế tạo bộ giáp để mặc liền. 10 cục này làm được một bộ giáp, một cái quần và một cái cúp nữa. Sau đó mình đi theo tổ tiên mách bảo thì gặp một cái này. Một cái không biết gọi là gì ta. Mình cứ đâm sâu, đâm linh tinh linh tinh linh xiên xẹo ấy. Mình cũng chả biết là đi đâu đâu. Kiểu mình cứ đi thôi. Và mình cảm nhận là ở trong cái hầm đấy nó có một cái gì đó gọi là khá là ghê gớm ấy. Mình phải đào ra, mình chui vào thử. Thì đúng thật như mình suy đoán, nó có một cái gì ở trong ngoài này. Hình như là căn cứ bí mật của tụi dân làng hay sao ấy. Hình như nó là một cái gọi là dinh thự luôn ấy. Tại vì trong này nó có khá là đầy đủ và tiện nghi tất cả mọi thứ. Từ phòng đọc sách này, phòng đọc sách này, phòng nhân giống cây trồng. Đấy. Và đặc biệt nhá, đặc biệt ở một chỗ đó là có những cái khối lộ thiên. Uầy, người ta mang ra để trang trí luôn ạ. Như khối vàng này, trông như mấy cái gì ta, không biết ví dụ gì đâu. Nhưng mà có cả khối ngọc lục bảo nữa. Chưa kể đó là có cả khối kim cương nữa. Trời ơi, lạy chúa cứu tôi. Thế tôi đi đào cả mấy hôm nay để làm cái gì? Nhưng mà không sao, được nhiều này cũng thích. Thích dã man ấy, chế phun đồ ấy thôi. Chế phun đồ gì nhỉ? Chế phun đồ kim cương thôi. Được nhiều kim cương quá, lút. Sau đó mình lại tiếp tục đi. Và lại gặp cái con như kìa. Cái lúc này các bạn không thể tưởng tượng là mình hét nó to như thế nào đâu. Vì bảo vệ cái tai của các bạn, vì quý các bạn, vì yêu mến các bạn, nên là mình không cho các bạn nghe cái tiếng hét của mình lúc này. Và mình cảm thấy khá là sợ. Cái con xanh xanh kia, cái con mặt trời kia. Sao thay vì làm tình mà mình cứ làm khổ nhau, cứ trêu nhau như vậy. Trời ơi, ma sợ vãi cả trưởng luôn. Kiểu tham quan cái này thì luôn có một cảm giác ớn lạnh như ai đó đang kiểu theo dõi mình ấy. Và ma trời nó lại xuất hiện thật các bạn ạ. Hình như nó vẫn cứ đeo bám mình từ tít cái kia đến bên tận đây luôn ấy. Ui, xem lại còn hết hồn ý chứ đừng có nói là chơi nhá các bạn nhá. Thì cứ cho là mình nhát gan đi. Nên là mình quyết định nhá, không có khám phá thì mình trèo lên trên đỉnh luôn. Ui giời, mà gặp ở đây ý, thì gặp biết bao nhiêu là thứ gì ở dưới này nữa. Thôi, bằng đấy kim cương rồi nhá đâu. Chết đùng một cái là đùng các ngửa ra thì làm sao. Làm phí cỏ rời không. Đấy, bây giờ lại vừa đẹp trai lại vừa có tiền, người cầm hàng mớ kim cương này mà chân lắt đùng nó ngửa ra chết thì nó tiếc lắm.
Đấy, nên là mình phải leo lên trên thôi. Nhưng mà nhiệt độ ở trên thì như sang mùa đông rồi sao ấy, nên là mình cảm giác có khá là lạnh. Và đặc biệt là mình còn cô đơn ấy, nên là lạnh x2 luôn. Trời, khá là đẹp nhờ. Ui, nó cũng bị lạnh ấy. Từ ngày 19 đến 27 thì mình quyết định xây một cái nhà để chống chọi với cái mùa đông khắc nghiệt này. Khi tìm thấy được một cái cây nấm thì mình quyết định đặt luôn cái ngôi nhà mình tại đây, chứ còn không có đi xa hay đi tận đâu chân trời góc bể gì nữa. Thôi đốt lò sưởi ấm cái nào. Và sau khi ấm người rồi ấy, thì mình mới bắt đầu là đi chặt cây này. Không những chặt cây mà đó là chặt rất rất nhiều cây để có thể hoàn thành dự án ngôi nhà và cây nấm. Và nói chung ấy, kiểu làm tưởng tượng một đằng ấy, làm xong thì nó thành một nẻo trông xấu nếu tả được, xấu dã man. Từ ngày 28 đến ngày 29, sau khi trang hoàng nội thất ở trong cái ngôi nhà xong thì mình mới bắt đầu là ra ngoài để chặt cây về đốt lò để sưởi ấm ấy. Tại vì cái mùa đông ở đây các bạn không thể tưởng tượng là nó lạnh những cái mức độ nào đâu, nên là chúng ta phải lấy cây về để chúng ta có thể sưởi ấm. Đó, và đang lúc chặt cây thì cái con ma chơi nó lại xuất hiện ra, nó khè mình. Nhưng mà lần này thì mình cóc sợ nó rồi. Và có ai đi sợ cái người mà hù đi hù lại bao giờ không? Kiểu mình nó bị chai lì cảm xúc rồi ấy. Kiểu sao ta? Ví dụ sao ta nhỉ? Kiểu bị nhờn rồi ấy. Bị nhờn gen đấy. Đấy, bị nhờn gen rồi. Chai lì về mặt cảm xúc rồi. Ui giời ơi. Chắc tao sợ. Lại đây xem nào. Ôi giời ơi. Này, tao đứng đây cho mày giết này. Làm gì được làm đây. À, lấy cái lọ rồi đó. Nó sợ cái lọ hay sao á? Cái lọ mà ở cùng nó trong cái kim thai. Ui, nó sợ thật này. À, khéo mình nhốt nó vào lọ này đấy. Nên là mình phải rình bắt nó. Được này. Trời ơi. Ui, unbelievable. Lùa mía. Dọn tao đi. Cái đậu xanh dọn đi. Ui, vậy là mình đã sở hữu một con ma chơi rồi. Từ ngày 30 đến 34 thì mình quyết định là đi ra ngoài khám phá thôi. Vì cái trời tuyết rơi này đúng như lòng nồng nàn yêu nước của mình biết bao giờ mới hết. Đợi mây tán tuyết tàn tình cũng tan nên mình phải đi tìm phòng thí nghiệm thôi. Nói chung là đi lang thang mấy ngày thì cuối cùng cũng thấy kiểu trời nó mưa tuyết dày đặc ấy, nó không thể nhìn được cái phía trước đâu, nên là tìm một cái rất là lâu. Và mình tìm được một con SCP-573, cái sáo à. Mấy cái màu vàng vàng này nó thường là không nguy hiểm đâu. Thổi đâu nhỉ? Má, trông như cái cục xương ấy. Trông như cái cục xương ấy. Ui, bấm ra tiếng này. À, kêu như con gà hen đấy các bạn ạ. Nói chung là cái phòng này nó cũng chỉ có thế thôi, chả còn gì nữa, nên là mình quyết định đi tìm các phòng khác cho các bạn xem tiếp, xem còn cái gì ở tuyệt vời nữa không. Từ ngày 35 đến 38 thì cuối cùng mấy ngày ròng rã thì mình mới lại tìm được một cái phòng thí nghiệm tiếp, đó là phòng thí nghiệm của con SCP-914. Nó là cái máy chuyển hóa vật chất. Thì tại vì trời mưa tuyết quá dày nên là mình tìm một cái phòng thí nghiệm nó cũng khá là lâu.
mình cũng không biết gọi là dùng cái máy chuyển hóa vật chất đấy làm gì, nhưng mà nói chung là mình cũng nghĩ thử kiểu quăng củ cà rốt vào là nhá, xong rồi mình đóng lắp vào, xong rồi sau đó ra cái bảng này cũng bấm như một chuyên gia, như một vị thần, cũng bấm active, nó kêu hoạt động, nó kiểu ướt ấy nhá, nhìn này, phải bấm vào nhưng mà phải đóng lắp vào mới bấm được, mình cũng chưa biết cái công dụng của cái này đâu. Xong rồi nó dịch chuyển dần từ bên trái này, đó, nó sang bên phải. Đấy, mở ra đấy. Đấy, hình như là làm một đồ hỏng xong rồi qua đấy nó sẽ được sửa lại hay sao ấy. Mà lại nha, mình vứt cái cưa của mình vào không được đâu. Đấy, bấm như một chuyên gia tiếp. Mở ra thì biến mất, thì nó vì nó đã dịch chuyển rè sang bên phải này rồi. Đấy. Ơ, được nhỉ, sao mình bảo không được. Má lú, xin lỗi à. Lú. Mình cũng chỉ tạm biết gọi là cái đấy thôi. Sau đó mình định ra ngoài ngủ, nhưng mà mưa tuyết dày có ngủ thế nào được. Thế xong mình phải lấy cái túi ngủ mình trải lên mình ngủ thôi. Nhưng mà lạ nhá, không ngủ được ở đây đâu. Hình như cái cỗ máy này nó là một cái sinh vật đi các bạn ạ. Nó là một cái sinh vật. Và mình phát hiện đó là sinh vật chứ không phải là nó là một cỗ máy. Nếu cỗ máy là mình ngủ đấy đâu rồi. Thế mình phải ra ngoài ngủ thôi. Ở ngoài lạnh quăn dài. Ngày 39 đến 40 thì mình đi tìm những cái bông hoa ấy để nâng cấp cái ba lô, update lên ba lô mèo cầu vồng. Và thật là tình cờ mình đã phát hiện ra cái khả năng của cái cây sáo SCP-573. Đó chính là có khả năng thôi miên những cái loài động vật. Bất kể đực hay trai nha. À, bất kể đực hay cái nha. Mình cứ thổi vào, miễn là động vật thì đều bị thôi miên bởi cái cây sáo này hết. Là người ta sẽ thích mình và đi theo mình, kiểu coi mình là chủ nhân ấy. Đấy, ông kia theo mình kiểu như BD luôn. Bóng lông lộn ấy. Cái ông theo gái ấy, ngày đầu ấy, bây giờ theo mình như kiểu gay thật sự ấy. Mẹ em lợn nhìn đều à. Xong rồi nhá, chưa dừng lại ở đó, những cái động vật mà nguy hiểm như con gấu chẳng hạn cũng theo mình và không hề tấn công. Đấy, chứng tỏ là những cái sức mạnh của SCP này nó thực sự là đáng sợ và ngoài sức tưởng tượng của mình luôn. Có quả này mà đi thổi gọi gái thì ui giời, má nó đỉnh, đi gọi gái cũng được luôn nhá. Không gọi con gì cũng được. Tuyệt vời. Ngày 41 đến ngày 43 thì mình lại tiếp tục đi loanh quanh và mình tìm thấy được một cái phòng thí nghiệm của những con bướm bướm lấp lánh. Mình cũng không nhớ số hiệu là bao nhiêu đâu, tại vì mình cắt xử đi rồi, nhưng mà trông nó khá là đáng sợ. Hình như cái phấn của con bướm bướm lấp lánh này nó có thể làm cho sinh vật bị biến thành gay, giống như cái con zombie dưới kia ấy, bảy sắc ở vòng kìa, LGBT ấy. Mình nghĩ là nó sẽ có một cái tác dụng phụ gì đó. Con xương nó cũng bị kìa, con xương vừa xuất hiện nó cũng bị kìa. Đấy. Và mình thì mình là trai thẳng, mình sợ gay lắm, nên là mình quyết định đi luôn, không xem thêm gì nữa, sợ lắm. Ngày 44 đến 48 thì cuối cùng mình cũng đã mò mặt được đến về nhà sau bao nhiêu cái ngày gọi là gian nan đi tìm nhà. Sau đó mình ngồi chế một chiếc ba lô cầu vồng. Và mình mới nhận ra một điều là không phải ba lô cầu vồng thì chạy không nhanh được đâu. Đần độ thực sự luôn. Cứ mất đi công đi nhặt hoa xong nhặt đĩa nhạc trong mấy cái nhà SCP ấy. À, nhưng mà không sao. Trông cũng khá là bóng bẩy, trông đẹp. Mai là khai giảng là chuẩn bị đi học đấy, tới là đi khoe với các bạn thôi. Và sau đó mình sực nhớ ra là cái lọ mắc cả rồng hôm nọ. Ồ, bỏ quên trong ba lô. Hôm nay nghịch ba lô mình để ý và mình bỏ cái, không phải mặc rồng, mặt chơi, trời ơi, mặt chơi. Và mình đập nó ra. Đập ấy, kết quả là nó bay lên trần nhà. Ui, nó di chuyển được nhá. Mà nó không hại mình đâu. Mình cảm giác như là mình lập khế ước hay là có một cái giao tiếp tâm linh gì với nó rồi ấy. Nên là nó không hại mình đâu. Ở quyển sách Enchant này, dịch ok này. Mấu chốt vấn đề ở đó nha, hình như là mình là chủ sở hữu của cái con ma chơi này sao á. Và để dùng được cái ấy, để triệu hồi nó hay là cái gì ấy, thì mình phải ghi dịch ok lên rick ok lên cái thanh chat. Nhìn này. Và nó rụng xứng như bi luôn.
What the fuck? Mốt xịn vẽ cả đài. Đó, sau đó thì mình nhặt được Rick OK luôn. Nó tên là Rick OK các bạn ạ, không phải là Blue Fire nữa đâu. Trời ơi, sau khi mình thả ra thì nó thành Rick OK. Yes. Nhưng mà trông vẫn là đỉnh, mình vẫn còn có thể cầm nó xoay vòng quanh. Muốn á. Mình vẫn là chưa tìm hiểu được cái tác dụng hay là một chút gì về cái con ma chơi này cả. Có lẽ là thời gian tới là mình sẽ tìm hiểu thêm về cái mod này và cái con này. Trông cũng khá là đần độn, đặt ra nhắm lên thì nó là kiểu bị di chuyển ngắt ngứa ấy, kiểu nhảy nhầm dầm cả. Nhưng mà đập lên thì nó lại bay lên trời và mình tiếp tục cho nó bay vòng quanh. Thì cuối cùng là mình cũng phát hiện ra được chức năng của nó rồi. Mình test vài lần nữa thì uầy, đúng như những cái gì mình nói luôn. Chắc có lẽ là mình là chủ nhân nó và nó là một kiểu cái phù chú hay là cái phép thuật cổ xưa gì á. Nói chung là cũng khá đỉnh, khá là ok. Được, Rick OK. Đấy, bé ma chơi Rick OK nhá. Mình là Kiên Rick và nó là Rick OK nhá. Bé ma chơi Rick OK nhá. Rồi, ok, có lẽ là mình sẽ thả nó cho nó bay vòng quanh nhà thôi. Vui phết, trông như thú cưng ấy. Sau đó nhá, mình còn đập cái mái ra nữa cho nó bay lên trời. Nó bay ra ngoài đây này đó. Nó cứ đi vòng quanh mình thôi, nó cũng chả hại gì đâu. Có lẽ là mình kiểu quá là hoảng hốt và kiểu mấy lần đầu chơi nên là mình cũng khá là sợ ấy. Nên là mình mới bị gọi là bị hù như thế, chứ thực ra là nó cũng không hại gì đâu. Đó. Lấy được nó này. Bắt được nó này, dễ dàng không ấy, có gì đâu. Ồ, quá là đỉnh luôn. Mà hình như mình lại bị lạnh rồi nên là mình phải chạy vòng quanh cho nó ấm người xong mới đi ngủ được. Và có lẽ là mình sẽ cất con ma chơi này đi và nghiên cứu nó sau. Nhớ đâu mà bây giờ nó bay đi, nó lạc mình mất nó thì sao. Cũng khá là tiếc ấy. Ngày 49 đến 50 nhân một ngày đẹp trời thì mình lại tiếp tục ra ngoài khám phá. Tại vì các bạn không biết đâu, mình gặp một cái SCP đỏ, SCP -689. Kiểu nó khá là quen đấy. Mà lúc đó kiểu đầu óc không biết nào, mình vẫn cứ tiếp tục khám phá và mở cửa phòng ra. Có lẽ chúng ta sẽ nói những lời cuối cùng với nhau tại đây. Con này thì không thể thoát nổi được đâu các bạn ạ. Không thể thoát nổi được đâu. Nhưng mà lêu lêu, mình đào nó ra là không bị làm sao. Cái con này ấy, là nó sợ sao ta, sợ kiểu nghĩa là vỗ cái bóng đèn đi là nó giết bạn ngay. Nó không có ánh sáng là nó giết bạn ngay đó. Sau khi mình nghiên cứu, mình tìm hiểu, tìm tòi bao nhiêu lâu rồi thì cuối cùng mình cũng là một con người thông minh nên là mình đã gỡ rối trong tình huống này. Không là chúng ta kết thúc series rồi đấy. Từ ngày 51 đến 53 thì mình lại tiếp tục tìm thấy một phòng thí nghiệm nữa. Và đây lại là một SCP đỏ, đó là SCP 3199. Và sau đó thì mình đi vào trong cái phòng SCP này, phòng nghiên cứu này. Mình lại tiếp tục đi mở những cái cửa để xem nó ở đâu. Thì uầy, ghê dã man. Nó nằm ở trong một cái bọc nhầy nhụa và trông khá là tởm. Và kiểu nó như cái tù ấy không thoát ra được. Nên là mình đã nhanh trí là giết chúng nó bằng cách là đục một lỗ ra thôi. Và sau khi giết chúng nó, mình nhặt được một quả trứng của bọn này. Và não lòng ruột lòi lòng mề lói ra kìa. Một quả trứng này mình không biết là về ấp có nở ra không ấy. Nhưng mà có lẽ là mình về mình sẽ nghiên cứu sau. Ngày thứ 54 thì mình tìm đường về nhà thôi. Tại vì ở đây quá lạnh rồi. Trên đường về nhà thì mình gặp một cái hòm khá là đáng nghi. Và bấm vào thì thấy hai cái râu lòi ra. Vẫn cố bấm vào tiếp thì nó xuất hiện ra hai con quái vật. À, là một cặp ở đấy luôn á. Trời ơi, thế thôi, hãy cho bọn này hạnh phúc dưới địa ngục thôi. Dám cho mình con chó này. Ngày 55 đến 58 thì cuối cùng sau bao nhiêu ngày mình cũng đã tìm được đường về nhà. Và để chữa lạnh thì mình ngồi ngay lên cái nóc lò sưởi. Trời ơi, mùa đông nó thật là khủng khiếp. Và sau đó mình xuống hang đào thêm khoáng sản để làm táo vàng này. Và còn tìm được khá kim cương nữa. Ngày 59 thì mình trồi lên từ lòng đất làm táo vàng thôi.
Ngày 60 đến 61 thì mình lại tiếp tục đi thì lại bị lạc vào cái làng lần trước mình đến thăm ấy. Và lần này thì mình đã có nhiều đồ hơn rồi nên là mình tìm mấy cái ông dân làng trong làng để trao đổi những cái đồ cần thiết ý. Và cũng toàn đồ cùi không à. Và đến tối thì mình gặp được một ông tên là Jot, ông ấy đổi cho mình bùa phù chú trường sinh ấy. Đó, thì cái totem đó nó có cái lợi ích là mình giữ được một mạng. Khi mình gặp những con SCP nguy hiểm thì mình sẽ giữ được mạng sống của mình. Nên là ông này rất là cần thiết nên là mình phải giữ ông ấy lại. Nhưng mà hôm nay có lẽ là muộn rồi nên mình phải ngủ lại đây một đêm và ngày mai mình sẽ quay lại. Ngày thứ 62 thì mình nhốt ông ấy lại đây. Nhốt ông ấy lại trong phòng luôn. Trông cũng khá là buồn cười. Và sau đó thì mình tìm đường để đi về thôi. Thì các bạn biết đấy, mình là chúa tể của sự lạc đường. Nên là mình phải có một cái biện pháp là phải trèo lên cao để dòm. Mỗi lần mình lạc ấy, mình phải trèo lên tuốt trên cao ấy để mình dòm xem nhà mình ở đâu. Đánh giấu được vị trí nhà, mình bắt đầu quay trở lại lấy kim cương, người lấy ngọc lục bảo để bắt đầu sang đổi với ông ý những cái totem còn lại. Nói chung là phải đổi càng nhiều totem càng tốt. Thì theo ước tính của mình thì mình đổi thêm được 2 cái nữa. Ngày 63 đến 64 thì mình đi xuống hang để đào hắc diện thạch. Ngày 66 đến 65 thì mình trồi lên đi lấy mía có hắc diện thạch rồi để làm cái bàn phù phép ấy. Nhưng mà đau đầu một cái là mình làm được bàn hắc diện thạch xong rồi thì mình lại quên mất không đào ngọc luli nên mình lại phải tiếp tục xuống hang đào ngọc luli. Ngày thứ 67 thì mình trèo lên mặt đất để phù phép tất cả mọi thứ mình đang sở hữu cho nó mạnh. Và mình còn dùng cái đe để sửa lại tất cả quần áo nữa. Nói chung là trông khá là chiến nha, trông khá là xịn nha. Ngày 68 đến 69 thì mình đi khám phá thì tìm thấy một phòng thí nghiệm của con SCP-096. Và mình thấy nó thủng lỗ chỗ rồi, mình kiểu rất là thấy có điểm ấy, kiểu bị hỏng ấy. Thì vào đây không còn một cái đồ gì gọi là hữu dụng cả. Và mình đọc được một mớ tài liệu, nó nói là cái con này đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm và nó đang quanh quẩn đâu đó ngoài kia. Đêm ngày 70 thì mình phát hiện ra một vầng hào quang trên trời khá là đẹp. Gọi là hào quang hay là gì nhỉ? Mình cũng không biết nó gọi nó là gì nữa, nhưng mà khá là đẹp. Và mình còn gặp được một vài con cá đuối nữa. Con đấy gọi là con gì ta? Con Godray à? Cá đuối ma. Nó bay trên cùng vùng trời với cả hào quang phương Bắc trải dài trên bầu trời, với nhìn vì sao lấp la lấp lánh. Ui, trông khá là đẹp. Mảnh ngắm quá thì mình bị rơi xuống một cái hồ nước. Nhưng mà còn gặp một cái con Warwick à. Nó cầm rìu nó bổ bong bong ở, trông khá là buồn cười. Nhưng mà yếu nhát mồng tơi. Nhưng mà cảnh tượng các bạn không hiểu được đâu, nó thật là đẹp. Trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái thứ gì nó đẹp và nó mơ mộng đến thế. 71 mình tìm thấy một phòng thí nghiệm của các con thuộc loại safe, loại an toàn ấy. Đặc biệt là mình thấy được một cái hộp pizza vô hạn ấy. Nói chung là cứ ăn mà không bao giờ hết cả. Thế rất là tiện nên là không biết của ai thì mình cũng cứ lấy đi luôn thôi, đỡ phải ăn thịt sống nữa. Ngày thứ 72 đến 73 thì mình tìm thấy được một phòng SCP của con ốc sên rồng à. Ốc sên rồng đấy. Trông cũng khá là đáng yêu. Và đặc biệt là mình còn tìm được cả trứng của tụi nó nữa. Thì mấy quả trứng này không biết là nó ra được mấy con đấy hay là con gì khác nữa, nên là mình cứ nhặt tất mang về thôi. Và đến đêm thì mình gặp một đàn Petra bay đầy trời luôn. Và mấy cái con này ấy, nó có tập tính là bắt mấy con khỉ mắt sáng và zombie. Nên là nó nhầm tưởng mình là zombie hay sao ấy, nên là nó xả xuống nó tấn công mình. Khá là chật vật thì mình mới có thể thoát khỏi đây. Ngày thứ 74 sau một đêm chiến đấu oanh liệt thì các bạn có thể thấy mình như con nhím ấy. Sau đó mình tiếp tục lên đường thì gặp được một vài con chim cánh cụt à. Phải cánh cụt không? Nhưng mà trông mấy con này cũng khá là cute. Có thời gian thì mình sẽ bắt về nhà nuôi. Nó kiểu trượt trượt bụng trên cái nền tuyết ấy, trông khá là hay. Ngày thứ 75 sau khi đi khỏi nhà khá là xa thì mình lại phải tiếp tục đi tiếp thôi, chứ mình không nhớ đường về nhà nữa. Và mình
tìm được một phòng thí nghiệm của con SCP-173. Ui, SCP-173, con này màu vàng chắc là nó thuộc loại không nguy hiểm. Loại... Ui. Trông cái mặt nó kìa. Mặt lờ. Phan trông thể trông đáng yêu thế này mà. Thôi nhảy xuống chơi với nó. Ôi không chém được nó này. Trời ơi. Ui. Nó vừa di chuyển à? Ma hết hồn như cái như kiểu tiếng như cái lư ấy. Thôi vào trong chơi với nó. Ui, đâu rồi? Ui. Sao nó đánh mình nhỉ? Nhưng mà cũng không đau lắm, có 3 tim. Ui. Ui 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 ui. Ui. Ui đừng. Ui. Ma còn không nhúc nhích, không nhúc nhích nha. À, mình cứ quay mặt đi là nó sẽ đuổi mình. Má, cái con mặt lờ này. Chắc mình phải bè đất vào cho nó không nhìn được mình nữa. Hoặc để nó không ra được nữa. À, trời má, thông minh không? À, tìm đập tình thịt cá. Trời ơi, 1.5 kìa. Ngoại con mặt lờ. Bị nhốt chưa? Thôi. Quanh mấy miếng bánh rồi, hồi máu rồi. À, cái con đấy hình như là cứ quay lưng đi ý, là nó sẽ đuổi theo cái bóng lưng của mình. À, sợ gần chết. Tưởng nó là con loại xếp lại an toàn cơ. 77 đến 76 mình đã tìm được. À, 76 đến 77 thì mình đã tìm được một phòng thí nghiệm của loại SCP cực kỳ an toàn. Xanh lá luôn. Đó là mấy cái con khủng long này. Thì theo mình thấy là nó cũng không tấn công mình đâu. Và bọn này nó chỉ ăn thịt gà thôi. Cái con này trông cũng khá là đáng yêu. Thì đi vài vòng quanh cũng không có gì hết, nên là mình đã di chuyển đến cái phòng thí nghiệm khác. Đó là SCP-524. Cái loại này thì cũng là loại an toàn. Đó là cái con thỏ. Con thỏ tai đen. Trông khá là cute. Không hiểu là SCP ở chỗ nào. Nhưng mà vào chơi được với nó. Và nó không cắn bạc phát chết đâu. Ê, trông cute quá à. Uầy. Siêu xinh luôn. Có cơ hội thì mình sẽ mang nó về nhà nuôi. Ngày 78 thì mình tìm thấy một cái phòng thí nghiệm của SCP-005. Cái loại này cũng xanh ngắt, xanh ngơ ấy này, chắc là cũng không nguy hiểm gì. Và trong đó là một cái cây khóa. Trời. Ma, SCP gì trông đần độn đấy. Mà mình cũng chả biết tác dụng của nó là gì đâu. Bạn nào mà biết thì các bạn comment xuống cho mình biết nhá. Và đêm hôm đó là một đêm hào quang đầy trời khỉ. Bọn Petra này nó gấp thỉ khỉ nó thả xuống. Cả khỉ cả Petra tấn công mình. Mình khá là gọi là chật vật với bọn này. May mà cái kiếm mình có hút máu nên là mình mới có thể bảo toàn mạng sống. Ngày 79 đến ngày 81 thì mình gặp Skeleton King. Và trời ơi, trông nó thật là... Ui, đúng măng kiểu vị vua của Skeleton. À, trông chiến vậy đấy. Ui, trông đập cũng đỉnh vãi cả trường luôn. Nhưng mà mình thì mình khỏe rồi ấy. Không phải mình khỏe mà là mình mạnh ấy. Và mình chơi né đòn kiểu vừa né chiêu vừa ấy thì nó cũng không tấn công được mình. Nhưng mà đánh khá lâu thì nó mới chết đấy. Ui. Và giết được nó ấy, thì mình mở ra một cái dương chứa những cái đồ khá là xịn. Trong đó thì có những cái chiếc xương này và có một cái vuông miệng của The Crown of the Rue. Cái này thì chắc là đội được tại vì nó có thông số các kiểu ấy. Và một cái gậy triệu hồi người hoành tinh. Xong rồi cái này là cái liềm, liềm gì ấy, nhưng mà đẳng cấp đấy. Liềm mạnh vãi ở trường ra. Và được một cái đép này nữa. Cái đép này mạnh hơn cái này rất là nhiều, nên là mình quyết định dùng cái vũ khí đép này thay cho cái gì của mình. Uầy, chiến vẽ cả trường. Mình thả cái gậy phép này ra ấy, thì được một cái con bé bé trông như người ngoài hành tinh ấy, nhưng mà khá là cute. Và nó là thuộc hạ của mình. Ui, trông được nhở. Trông lát chát trông đáng yêu đấy. Uầy. Trời ơi. 10 điểm. Ơ, nó bị vào lòng đất kìa. Return dần rớt. Và sau đó thì mình đội cái vương miệng của cái
con vua kia lên thì mình mới phát hiện ra được sức mạnh đặc biệt, nó là mình sở hữu được đội quân xác chết. Ồ, nghĩa là những cái con xương này sẽ là thành viên của mình. Ví dụ mình đánh con kia nhá, thì con xương nó sẽ giết con kia. Ồ, mình sẽ tới đây mình sẽ là một đội quân của người xương khổng lồ. Sau đó mình triệu hồi ra hai con bé bé này này để với người xương xem nào con nào mạnh hơn. Và mình phát hiện ra là khi mình đánh con xương thì nó sẽ phản chủ. Và con người bé bé đấy thì cũng khá là mạnh. Đánh con người xương khoảng 3 cái là mất tiêu luôn. Ngày 82 đến 83, sau những ngày lang thang dòng dã dài răng rặc, mình mang ma chơi ra nghịch thì mình mới phát hiện ra là ma chơi ấy nó không hại mình, và mình là hình như kiểu như là chủ nhân của nó ấy, với cái quyển khế ước kia kìa. Thì nó chỉ hoạt động vào được buổi ban đêm này thôi. Và mình mang nó ra để tìm tòi hết những kiểu chức năng và cách sử dụng của con ma chơi này. Sau đó thì mình quăng cái liềm của cái con Skeleton King cho ra đất. Thì thật là bất ngờ khi con ma chơi này đã nhặt được, và nó lên được kiểu cầm được kiếm luôn ấy, cầm được đồ vật luôn ấy. Không biết những cái đồ khác thì nó có cầm không, nhưng mà nó khá là láo. Khi mà mình đang vứt mấy cái đồ để cho nó nhặt thì nó nghịch ấy, thì nó cũng khá là nghịch thôi. Thì nó đưa mình xuống cái hàng của Creeper. Ma phản chủ ấy là trưởng. Mình sợ quá nên là mình phải đóng quả táo vàng vào cho nó an tâm. Sau một ngày dài thì mình phát hiện ra là ma chơi nó không thể nào mà xuất hiện vào buổi sáng được. Nên là mình lại cứ tiếp tục đi. Các bạn nhìn này, chờ chuẩn bị sáng lên là con ma chơi nó lẩn mất. Cái lúc này là mình chưa biết là ma chơi buổi sáng nó sẽ biến mất đâu. Thôi kìa, đâu nhỉ? Lẩn mất rồi kìa. Nghĩa là nó sẽ đi tìm chỗ tối để nó nấp vào. Giống như mấy cái con ma khác ấy, đến buổi sáng là nó sẽ bị cháy. Nên con ma chơi nó phải đi nấp. Và sau đó mình đi tìm được một cái phòng thí nghiệm SCP kem đánh răng. Trời ơi, cả cuộc hành trình tôi còn chưa đi tắm phần nào, bây giờ tìm một cái đánh răng. Mà cái bàn chải đánh răng này xịn nha. Đánh cái gì quết cái gì trá gì là mất luôn khối đó. Mình không hiểu quả này đánh răng kiểu gì. Quả này mà cho vào mồm sục thì còn mỗi lợi không thôi. Không biết răng mất tiêu đâu rồi. Ngày thứ 85 đến 86 thì mình cứ đi mãi thì đợi mãi thì cuối cùng con ma chơi nó cũng tự động quay về. Trời ơi, mình khá là lo lắng ấy. Và mình phải gọi nó quay lại rồi. Và mình kiểu cứ bấm Rick OK lên là nó sẽ rụng xuống, rụng như bi luôn. Còn đây là đội quân xương của mình này. Tất cả mọi con xương nha, con xương kể cả xương ở địa ngục cũng ấy luôn. Kiểu con xương ở địa ngục thì nó cũng là quân của mình luôn. Tại vì mình đội cái vương miệng Skeleton King ấy. Và mình phát hiện ra một điều khá là vui nha. Quăng từ trên cao xuống thì nó có thể là tự ấy luôn, tự bay lên luôn. Đấy, quá đẳng cấp vãi cả trưởng. Này, ui, trông chiến vãi cả trưởng luôn ấy. Sợ thật. Có con này kiểu như con pet cưng luôn ấy. Nhưng mà gần sáng mình phải cất nó đi thôi. Ngày 88 đến 87 thì mình phát hiện ra một cái phòng SCP gọi là loại không biết là gọi là sao ta. SCP mà không có SCP ấy, mà chỉ có toàn cái thuốc gì ấy. Thuốc kháng sinh à? Nói chung là thuốc chữa bách bệnh ấy. Các bạn phải tưởng tượng là cái thuốc này khá là xịn. Đến tối thì mình gặp con The Harvester. Nói chung là khá là khó chịu ấy, tại vì nó bay được mà mình lại không có vũ khí tầm xa. Nó xuất hiện lên là nó đánh nhau với mình là mình không cản được nó. Nhưng mà khá may vì ma chơi nó cũng bay được, và nó chủ yếu là ma chơi đánh nhau với con kia thôi, còn mình cũng không chém được mấy đâu.
sau khi đánh chết con giờ hai vector đấy thì được cái liềm khá là đều, nên là mình cho con ma chơi ấy, nó lấy mà nó không thèm luôn ấy, nhìn này láo dã man nó chê các bạn ạ. Ngày thứ 89 thì mình tìm thấy một phòng thí nghiệm của cái gọi là sao ta, phòng thí nghiệm của trước vạc quỷ ám SCP-019. Khá là căng thẳng luôn. Trong này nhá, các bạn không thể tưởng tượng được cái vạc quỷ ám nó là như thế nào đâu. Mình cứ nghĩ là nó chỉ là đơn giản là cái vạc bình thường thôi. Thì kìa, có một cái con bé nó chui vào cái vạc này đấy. Ghê lắm. Sau đó thì mình thấy trên kệ này là có một cái đồ bảo vệ gì ấy, antivirus cái gì Hazet xui đấy. Mặc vào trông khá là đần độn, nó chỉ ở tay đấy nên là không quan tâm lắm. Đó, và sau đó mình nghĩ là giết được cái con bé kia. Lúc đầu mình không biết là cái bình này có tác dụng gì đâu. Mình cứ nghĩ giết được con bé kia là chui vào đây chơi thoải mái. Và các bạn ơi, trời ơi, khi chui vào này, mình nghịch trước bình này, nó ra cả một đống con đấy luôn. Sợ dã man ấy. Tí nữa là mình bị oẳng rồi đấy. May là mình chạy nhanh, chạy nhanh ra được ra ngoài và kiểu dựng những cái cục đất lên ấy. Thì may là cái bọn bé ấy nó không chạy theo được. Không thì có lẽ là mình mất cái totem đầu tiên rồi. Ngày thứ 90 thì 92 thì mình phát hiện ra một thứ cực kỳ là kinh khủng trong lúc mình đang ăn thịt sống và uống nước bẩn. Đó chính là con zombie Kendrick. Trời ơi, cái con zombie là trong một vụ chết bởi ký sinh trùng trong cái máy bắn nấm ấy. Ui ôi. Ê, mình định giết nó đấy. Nó là kiểu như một ký sinh trùng ấy. Nó bị điều khiển bởi ký sinh trùng trong người ấy. Nó là một cái loại nấm lây lan các kiểu. Ơ, chết rồi. Nó là kiểu loại nấm lây lan ấy mà mình quên không mặc đồ bảo hộ. Thôi xong rồi, mình còn đang tính rước con này về nhà nữa. Trời ơi, không biết làm sao ta. Hỏng rồi. Kiểu gì ta. Có lẽ mình phải cho con này xuống dưới lòng đất trước rồi tính toán sau. Nghĩa là mình đã bị mắc một cái loại bệnh gì đấy rồi ấy. Từ cái loại ký sinh trùng này này, mình chết vài lần rồi bởi cái ụ súng đấy, nên là mình biết nó có hiện tượng là hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Và bây giờ thì không thể nào mà dùng được cái chống virus này nữa. Nghĩa là cái chống virus này sẽ sử dụng được khi mà tiếp xúc với cái dịch bệnh đấy. Bây giờ lại không thể sử dụng được nữa và chỉ có chờ chết thôi. Và trong lúc đấy thì mình chợt nhận ra là mình có mấy cái viên thuốc chữa bệnh ấy. Cắn vào là khỏe re à. Công nhận là mình cực kỳ thông minh luôn. Khỏi rồi. Thế là mình không phải tốn phù chú dưỡng sinh về mấy cái vớ vẩn này rồi. Ê, mình là thật là thông minh. Và sau đó khi mặc đồ bảo vệ kiểu rồi thì mình đào cát ra, mình dẫn con zombie này về nhà. Trời ơi, mình sẽ nghiên cứu nó, mình sẽ hành hạ nó. Mình phải mang nó về nhà trước đã. Sau vài hôm gọi là vất vả vật vã thì cuối cùng mình cũng vác được con zombie này về nhà. Trời ơi. Và mình nghiên cứu, mình nghịch nó thôi. Ban đầu là mình mang ma chơi ra hành hạ nó bằng cái kiểu không di chuyển được. Đây này, đây là cái hiện tượng không di chuyển được ở đầu video này, các bạn thấy không? Nghĩa là cái bản thân mình ý không thể nào mà điều khiển được hành động của mình. Nó cứ tự chạy thôi. Ngày thứ 97 đến 99 thì mình làm một chiếc thuyền và sang làng, mình bắt một ông ra làng về để nghiên cứu xem là cái con zombie này nó có thể lây truyền dịch bệnh được sang cho ông dân làng này không. Và mình khá là tốn công để bưng ông này về nhà đấy. Loay hoay một hồi lâu thì mình mang ông này đến chỗ con zombie và chế tạo một cái gọi là phòng thí nghiệm, gọi gì nhỉ, trưng dụng hay là cái gì, tạm thời. Chưa có thời gian xây đẹp nên là mình cứ làm tạm thời xem nó có biến đổi gì không. Nhưng mà mới đầu thì chưa thấy đánh nhau, chưa thấy tác động gì đâu, chưa thấy lây lan gì cả. Thế là đành phải đi ngủ để chờ xem mai nào thôi. Vào ngày thứ 100 thì mình thấy hiện tượng ông làng dân làng bốc khói rồi. Cùng xem nó ra gì không nhá. Ôi! Vậy là thí nghiệm của mình đã thành công. Ông dân làng đã bị biến thành ký sinh trùng sắc sống gì đấy.
Vậy là cuộc hành trình 100 ngày SCB của chúng ta kết thúc tại đây. Rui, chào cô chú đi con. Ok, và để trụ được đến giây phút cuối cùng này thì chắc hẳn là chỉ có fan cứng của mình thì mới có thể làm được điều đó thôi. Thì mình rất là cảm ơn cái sự yêu thương và động viên của mọi người, để mình có thêm thật là nhiều động lực để mình có thể cố gắng trong những cái phần phim sắp tới. Căn bản là mình cũng vừa học vừa làm nên là đôi chỗ còn sai sót ấy. Nếu mà mình làm ở đâu mà chưa tốt hoặc là không vừa lòng các bạn thì các bạn có thể comment để cho mình biết, để mình có thể khắc phục. Nói chung là đến đây rồi thì chắc chắn là chỉ có những fan cứng thôi, những người yêu quý mình thôi. Nên các bạn hãy comment để cho mình biết và thả tim cho các bạn nhé. Thì Kendrick siêu cảm ơn. Ok, và bye bye. Hẹn gặp lại cho anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên cho mình một like, subscribe cũng như đăng ký kênh nhá. Bye bye. Ngày 101 tới 102, mình tìm được phòng thí nghiệm của SCP-682, trong đó có con thằn lằn bé nhỏ. Lúc đầu thì mình khá là khinh thường sức mạnh của nó và suy nghĩ ấy là điều sai lầm nhất của cuộc đời mình. Các bạn thấy á, khi mà mình mở cửa ra thì trong này có cả những chú lính để bảo vệ, cầm súng máy luôn mà. Thì chứng tỏ cái loại này có sức mạnh, chú gì đó rất là kinh khủng. Lúc đầu mình vào thì ngắm trong cái phòng này thì chả có một cái con gì hết á. Và ở trong cái giường ấy thì nó có một cái nút bấm năng lượng ấy. Và mình đặt lên tường bấm thì nó có còi báo động. Uầy, mình nghe cũng khá là rợn rợn á. Và mình bắt đầu tiến vào trong, sâu trong này khám phá. Nó cứ xuất hiện một cái làn sương mờ mờ gì á, và mình phải đào vào sâu trong để nghiên cứu. Thì mình nhận ra rằng mấy cái block trắng trắng này nó lan tỏa ra những cái block khác, kiểu như một cái chất nhầy hay một chất dinh dưỡng, kiểu như là trứng của một cái con gì đấy ở trong này ấy. Trời ơi, và mình đào ra thì mình phát hiện cái gì các bạn không thể tin tưởng đâu. Đó là một cái con thằn lằn con. Nó quấy quẫy ở dưới kìa, phải tinh mắt lắm các bạn mới thấy á. Đấy, cái kìa. Và mình khá là ngu ngốc khi mà đã phá kiểu cái tổ nó ra. Nó cắn thì cực kỳ là đau. Trời ơi, nó cắn một phát nửa tim luôn á. Và những cái anh bảo vệ xung quanh này á đã dùng súng trường để bắn nó. Mặc dù súng trường đây là cái tên nhưng mà... Uầy! Trời ơi, mất một cái bù chú trường sinh luôn rồi mà. Quá là đau luôn ấy, sức mạnh con này thực sự rất là khủng khiếp. Ôi trời ơi. Sau đó là mình sực nhớ ra là có một cái nút bấm á, thì mình lại phải trèo lên để gắn cái nút bấm vào để cảnh báo tới kiểu như lực lượng chức năng, cơ quan có thẩm quyền để người ta đến đây mà giải quyết. Chứ mình là mình chịu luôn á. Uầy, với cái sức mạnh này bảo sao mà nó lại ấy. Uầy, nó là con đắng to lên kia kìa. Kích thước của nó ra ngoài kiểu tiếp xúc với không khí á, nó to lên theo từng giây luôn các bạn. Có thể thấy nó đã trở nên khổng lồ từ cái con thằn nhằn bé tí đúng không? Uầy, và nó to đến mức mà nó bị mắc vào góc lác, và mình đứng lên mình có thể gọi là giao tiếp phẫu thuật với nó. Uầy, cái loài khủng long khổng lồ này, con này giống như con thằn lằn ở trong King Kong á. Trời ơi, may mà nó vào góc lác rồi á, không thì mình chắc nghĩ không thể nào mà tiếp cận được nó, vì cắn một phát khéo là chết luôn đấy. Sợ lắm. Sợ mà trông hơi phở nhờ. Không sao, mình có bùa chú trùng sinh rồi nên là cho các bạn xem nốt này. Ngày 103, mình rời khỏi phòng thí nghiệm và suy nghĩ rằng mấy khẩu súng và lực lượng chức năng có thể xử lý được con thằn lằn. Nhưng mà mình đã nhầm. Nó tấn công hết tất cả những lực lượng chức năng, mọi người ở trong đó, và phá hủy phòng thí nghiệm, đuổi mình đến tận đồng bằng. Trời ơi, mình phải mắc block lên cao, thật là cao, để trốn thoát khỏi sự truy đuổi của nó. Nhưng mà nó nhảy lên được trên đó và khợp mình cái nữa, mình bị mất bùa chú trường sinh thứ hai. Trời ơi, nó mang một cái sức mạnh gì đó rất là khủng khiếp, và tốc độ lẫn sức mạnh của nó thật sự là rất là kinh khủng ấy. Chưa kể ngoài đồng bằng này lại có rất là nhiều những con sinh vật đột biến khác nữa. Trời ơi, chạy đâu bây giờ? Ui, mất hai cái totem rồi. Nhiều cái con xương con... Ui kìa, nó kia kìa.
Trời ơi, đêm rồi mà còn phải gặp vừa những con zombie vừa. Ui. Thôi mà, xin anh đấy. Con gì kìa? What the fuck? Eo. Ui. Thế cái team nhỏ bé là mình sắp rớt rồi phải mất rồi. Và sau đó không những bị con thằn lằn khổng lồ đấy truy đuổi mà mình còn bị con ma nó rượt. Lại mất thêm một cái phù chú trường sinh nữa. Trời ơi, cái mod pack này thực sự rất là khó luôn ý. Và mình cứ tiếp tục chạy đi trong đêm thôi. Ngày 104 đến 105 mình còn phát hiện ra là cái loài thằn lằn này nó bất tử nữa. Với cái bộ da dày và sức mạnh hồi máu siêu kinh khủng khiếp, đảm tầm đó. Và sức tấn công cũng cực kỳ kinh khủng. Ôi giời ơi, một cắn là nửa cây máu. Mà những cái lần đánh nó chỉ mất một máu thôi. Trời ơi, mình không nghĩ là làm sao để có thể khắc chế cái loại sinh vật này nữa. Sau đó mình lại cứ tiếp tục chạy. Và mình chạy đến ngôi làng. Trời ơi, mình chạy đến ngôi làng rồi mọi người ạ. Kiểu cảm giác mình thấy tội lỗi cực cái kiểu giận quái thú về làng ấy. Không biết nó có ủi hết người dân trong làng này không. Tại vì cái phòng thí nghiệm nó cũng ăn hết sạch mấy anh lính rồi. Trời ơi, mà nó đánh, nó cắn rất là đau nhá. Một hộp nó chết hết người đây luôn á. Mình là còn có giáp xiếc bảo vệ phòng thủ nữa. Mà mấy người này thì không biết như thế nào đời. Hình như nó chưa đói là nó không có hoạt động tấn công ạ. Mình trèo lên mái ngồi soi nó thì nó tạm bất động. Chắc là hoạt động mệt quá nên nó ngồi nghỉ hay sao á. Tạm vứt con thằn lằn đó trong làng thì mình về nhà, mình bưng ông kiến dịch zombie ra chiến đấu. Đấy, mang zombie kiến dịch đến làng chiến đấu với cả con thằn lằn này. Và nhá, hai đối thủ gặp nhau ngoảnh đi ngoảnh lại thì mình thấy mất tiêu rồi. What the fuck, zombie kiến dịch đâu rồi? Trời ơi, ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy đâu luôn. Ôi giời, nhìn này. Úi giời ơi, lý do mất tích là đây. Trời ơi, cái loài này nó thực sự nó rất là đáng sợ. Nhìn nó có vẻ ngu ngốc và vô hại như thế kia, nhưng mà nó khập một phát là chết cả zombie, chết cả dân làng, nên có lẽ mình sẽ thả nó lại đây. Làng thì mất, tật thì mang, không còn nơi giải trí nên là mình tiếp tục đi phiêu lưu. Đến tối ngày 106 thì mình dừng chân tại một vùng băng tuyết và gặp được những cái sinh vật rất là kỳ dị. Trong đó có một con hổ băng đột biến. Trời ơi, các bạn không thể tưởng tượng được cái con hổ băng đột biến là nó như thế nào. Đêm mà gặp nó thì mình có mặt đái ra quần luôn á. Vừa đi và mình vừa trong kiểu gọi là tim ấy, mình bị lo sợ ấy. Trời ơi, nhưng mà mình có may mình có cái cây rìu hút máu nên là xử lý được con này một cách rất là đơn giản. Ngày 107 đến 110 thì bên kia cái hồ là một phòng thí nghiệm của cái con SCP gì đấy, mình không biết nữa. Đó là SCP-354. Mình không biết sức mạnh con này. Mình không biết nó luôn. Mình tưởng cái con SCP này là mấy cái con báo báo ở trong cái hồ ấy kìa. Nhưng mà ấy, thực sự ấy, cái SCP ở đây nó là cái hồ máu đấy chứ không phải là con báo đâu. Ui, con SCP gì ông này à? Con báo. Báo nước này. Cái nước này có thể gây đột biến cho con báo. Ui mẹ con xương, hết cơ hồn. Báo dung nham à? Ui, tấn công mình này. Xương đâu? Xử lý nó. Báo dung nham nhở? Lại là báo dung nham nhỉ. Đấy, mình cứ đần độn nghĩ là con báo đấy là SCP nhưng mà sai. Cái SCP ở đây là cái hồ nước đỏ dưới cái kìa. Và mình lên mạng mình nghiên cứu khá là lâu thì mình mới biết. Xong đó chứ. Mấy con xương này còn đánh lừa mình nữa. Có cái con báo ở dưới này này. Mà mấy con xương đần độn này nó cứ nhìn xuống dưới, mình tưởng là con SCP gì đấy cơ. Hóa ra lại là một con báo tuyết nữa. Con hổ răng kiếm tuyết chứ. Ngày 111 đến 114, sau khi băng qua rừng thông rậm rạp rộng lớn thì mình tiến thẳng vào thành phố. Và đây là một thành phố bỏ hoang. Và những gì còn lại ở đây chắc chắn là tồn dư của một nền văn minh đổ nát nào đó.
và sau đó mình tiếp tục đi loanh quanh thành phố này khám phá thôi. Và nhá, ở cái thành phố này trong mỗi tòa nhà rất là nhiều lồng spawner của quái vật. Chẳng hạn như là con xương này và cái con thuốc nổ ấy là gì nhỉ? Creeper. Ừ. Thật là may mắn khi là mình đã có cái vương miệng của vương miệng của Skeleton, King Skeleton, nên là mình được bảo vệ bởi đội quân người xương. Không thì có lẽ vào đây là một cái thử thách và một trải nghiệm khá là khó khăn với mình, tại vì nó spawn quá là nhiều quái. Trong cái thành phố này á, ban ngày đã rùng rợn rồi, ban đêm còn rùng rợn hơn, còn xuất hiện quạ của Itachi à? Ờ, xuất hiện quạ của Itachi, anh của Sasuke. Trời ghê vãi cả trưởng ra. Giết con đấy ra nó xuất hiện một cái con gì ấy. Hay là mình gặp ảo ảnh ấy, nhưng mà nó cứ tiếp tục trừ máu của mình thôi. Trời ơi, mấy con xương ngu đần này nó tự bắn nhau kìa. À. Ui. Đúng kiểu nhiều quạ như trong Naruto luôn ấy. Một đống quạ này giết một con. Ui, nó còn có cả trứng hay sao ấy. Ui. Thề với các bạn luôn, đêm mình giết mấy cái con này và mình kiểu xón đái luôn á. Con nhặt được cả cái mặt nạ gì nữa đây. Mặt nạ của Scarlet. Hôm sau đó ngày 115 thì mình lại tiếp tục đi khám phá và nhặt được khá là nhiều đồ thú vị. Trong đó là một cái hook. Cái hook này giải thích sao ta? Nó dùng bắn kiểu để kéo người đi ấy. Dùng kiểu như người nhện luôn. Đu lên tường rồi này. Đấy, nùng nặng luôn. Đấy, đu nhá. Pew. À, mình kiểu nghiên cứu từ sáng đến tối mới sử dụng cái này á. Mà cũng không thành thạo đâu. Trông khá là cùi mía. Và sau cả ngày dài nghiên cứu thì cuối cùng mình cũng đã tạm biết cách sử dụng. Nói chung là mình đu như Spider-Man luôn. Người ta gọi là Spider-Man Minecraft Kiến Dịch Spidey Boy. Ôi xời. Đu lại. Ôi. Chị hiểu không? Ôi. Tầm này ấy, cuối năm thì Liên đoàn Xiếc Trung ương Việt Nam phải thưởng cho mình. Ai à? Má đang bốc phét để Liên đoàn Xiếc Trung ương thưởng cho nghệ sĩ đu dây mà. Đau quá. Ngày 116 đến 120, sau khi rời thành phố, mình đi khám phá thêm được phòng thí nghiệm của SCP-027. Thì trong này nó kiểu như một cái phòng biệt giam á. Các bạn không thể tưởng tượng được cái người trong này mà đọc nguyên của một cái kho tàng sách. Chắc là cái đầu nó phải to bằng nửa cái trái đất này luôn á. Đó, một cái chú đội mũ rất là đẹp trai. Chắc vì thông minh quá nên là kiểu bị nhốt lại đấy. Trời ơi, học làm gì nhiều. Học ít thôi, thích vở ít thôi, ra ngoài mà chơi đi. Suốt ngày cắm đầu vào trong này, người ta nhốt cả vào này. Đau hết cả đầu. Ra ngoài không? Không à? Đi chơi đi, học gì lắm. Đi chơi đi bạn ơi. Không đi này. Này thì mấy cái thằng học lắm này. Đánh nhân tử đây, đi chơi đây. Ghét nhất mấy thằng học lắm. Thôi đi ra ngoài chơi mới được. Ở đây lúc nữa sách vở tri thức một đống thứ đập vào đầu Kendrick ấy. Và sau đó thì mình chuẩn bị ngủ thì gặp một cái hầm. Cái lúc mình chuẩn bị ngủ ấy thì mình gặp cái hầm gì á. Một cái hầm mà không soi được, ánh sáng nó không đi vào được hay sao á. Ui, trông khá là đáng sợ. Không soi được nên mình cất đèn đi và dùng đuốc để lao xuống. Nhưng mà vừa lao xuống kiểu mình bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Kiểu mình cứ kiểu phải đi theo, kiểu cứ dẫn, kiểu nghe một cái lời thầm thì đó. Mình cứ phải đi theo. Cứ đi theo xuống tít dưới sâu luôn á. Mà mình không biết là mình phải đi qua bao nhiêu cái bậc thang luôn á. Cảm giác là kiểu mình không điều khiển được tâm trí á. Mình cứ muốn lao lên ấy thì nó lại dẫn mình xuống, nó dìu mình xuống. Kiểu mình cứ hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, mình không biết xử lý thế nào cả. Đi mãi một hồi thì mình gặp một con ma. Nó bị ẩn ở trong tường á. Và hình như nó đang bị mắc kẹt ở đó nên mình đã giải thoát cho nó. Ui ôi. Sao nó có chỉ máu ấy? Trông ghê ấy. Ui, đừng lại đây. Ui. Ê,
đừng chết bây giờ, hết tô tem rồi, chạy. Ôi đừng đuổi theo nó, đừng đuổi theo nữa. Ui hình như lên cao nó không đuổi theo nữa rồi. Mình rõ mình cứu nó bạn. Mình rõ mình cứu nó trong tường mắc kẹt để khỏi chết mà nó quay ra nó. Nó lấy oán báo ơn. Trời ơi. Sáu à. Lên. Và mình thực sự không biết đó là loại ma quỷ hay là một cái thực thể gì nữa. Trong cái mod pack này nó thực sự có rất là nhiều thứ đáng sợ. Nào là ma chơi, nào là con ma ở dưới cái hầm đấy. Xong rồi thằn lằn quỷ quái kiểu, nói chung là rất là đáng sợ luôn á. Nói chung là chạy mãi thì mình mới thoát khỏi cái căn hầm đấy. Và không biết đây có phải là một loại SCP đặc biệt gì không, nhưng mà mình vẫn bị dính hiệu ứng cho mãi đến một lúc sau thì mới hết được khỏi cơn gọi là khủng hoảng tinh thần này. Ngày thứ 121 thì mình dành cả ngày để sửa lại hết tất cả những cái quần áo mà bị hỏng hóc hư hại trong cái cuộc hành trình dài này. Ngày 122 đến 124 mình lại tiếp tục lên đường. Và lần này mình đã tiến vào một khu rừng kỳ bí với mây mù bao phủ. Lang thang mãi cho đến trời gần tối thì mình bắt đầu lấy đuốc ra và lấy chăn màn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà điều kỳ bí ở đây, mình phát hiện ra một cái tờ giấy gắn ở trên tảng đá. Đây có vẻ như là ngôi mộ của ai á. Và mình không ngần ngại bóc cái tờ giấy đá đó ra khỏi tảng đá. Sau khi nhặt tờ giấy lên thì ui, mình gặp một người đàn ông không đầu các bạn ạ. Và mình bị đưa sang một thế giới khác với cả chiều không gian hiện tại. Mình cũng không chắc chắn là mình bị đưa sang thế giới khác đâu, hoặc là mình đang bị dính một cái hiệu ứng gì đó bởi người đàn ông không đầu này. Và chính thức là có những cái tiếng nhạc rè rè và người đàn ông này nó đang săn đuổi mình các bạn ạ. Và mình thực sự rất là hoảng hốt và không biết cách nào để thoát khỏi cái cơn ác mộng này. Lúc đó thì mình chỉ biết tạm chui về lòng đất mẹ thôi chứ biết làm sao nữa. Nhưng mà ở lòng đất mẹ cũng không yên, tại vì ở đây xuất hiện một đống loài quái vật rất là khó chịu. Với cái suy nghĩ đào hố này khác gì đào hố chôn mình đâu. Sau đó thì mình cứ tiếp tục đi loanh quanh và nhặt được những cái tờ giấy khác. Và hình như có tổng cộng tất cả các tờ giấy và thông điệp của nó hầu như là để tôi yên, leave me alone. Và mình nghĩ đó là những cái gì mà cái người đàn ông không đầu đấy muốn gửi tới mình. Nếu mà mình vẫn cứ tiếp tục quấy rầy anh ta thì có lẽ rất khó sống sót ở đây, nên mình quyết định phải nhanh chóng chóng và tìm lối ra khỏi cái khu rừng này thôi. Mình đã đi lạc trong khu rừng này vài ngày và mình thuộc hết tất cả địa hình và ngóc ngách. Sau đó mình thu thập được 8 tờ giấy của Slenderman này và kết quả là mình phải đốt hết những tờ giấy này đi thì mình mới được giải thoát khỏi cái thế giới này. À không, giải thoát khỏi cơn ác mộng này bởi người đàn ông không đầu. Và sau đó khi thoát khỏi đây thì mình thấy người đàn ông đứng trong khu rừng, mình khá là sợ nên không bao giờ còn quay lại đây nữa đâu. Ngày 129 đến 130 thì mình chế tạo một cái mũ kim cương thay thế cho cái vương miệng vì nó sắp hỏng rồi. Sau này chắc chắn nó sẽ rất hữu ích nên là mình sẽ để lại và nghiên cứu sửa nó sau. Rồi mình đi tiếp thì gặp được một cái phòng thí nghiệm khá là vô dụng vì mình không biết có cái con SCP gì trong này, bởi vì nó chỉ toàn là những cái thứ linh ta linh tinh vớ vẩn của mấy ống nghiệm ấy. Mình cũng không biết tác dụng của mấy cái này là gì, nhớ đâu là một cái loại vũ khí sinh học gì đó hay sao. Tốt nhất là không động vào, chết người chết cả thế giới thì sao, nên thì tốt nhất là mình chim cút ở đây thôi. Ngày thứ 131 tới 133 thì mình đi vào một phòng thí nghiệm của ông bác sĩ dịch hạch. Nói chung là mình có một cuộc trò chuyện khá là kỳ lạ với ông ta. Stop resisting. I'm here to cure you. I sense the disease in you. I am the cure. Do not be afraid. I am the cure. Ring a ring a roses. A pocket full of posies. A tissue. We all fall down. Hello. Lô con kẹt. Nói ghê bó mẹ, chả hiểu gì. Cầm phóng lợn xin chích cụ mày giờ. Nói đấy.
Này thì lô. Thích lô. Này thì lô này, ơ vòng ơ rào này. Lô nó đi, tít xíu nó đi. Ngày 134 đến 136 thì mình tiến vào một phòng thí nghiệm an toàn loại shape ấy. Màu xanh lá cây rõ ràng, nhưng mà nó là một cái bức tranh tử thần. Thế hết sao ta? Mình rất là may mắn khi mà sống sót ở đây ấy. Tại vì người nào mà đứng trước mặt cái bức tranh ấy, nó sẽ bị cuốn vào mà bị một cái hiệu ứng gì đó gọi là trừ máu liên tục. Khi mà nhìn thẳng vào đấy, mình sẽ bị kiểu tráo đổi linh hồn hay sao á. Nhưng mà mình rất may mắn là mình đứng vào cái cạnh của bức tranh và mình dãy giụa một lúc, cuối cùng thoát được ra khỏi cái bức tranh này. Nói chung là chả có cái gì đáng nói cả, nhưng mà nó rất là nguy hiểm nên có lẽ là mình sẽ không để nó tồn tại trên đời đâu. Và tiếp tục đi khám phá, ngày 137 thì mình phát hiện ra là ma chơi nó có thể thăng cấp được sức mạnh bằng cách là vứt kim cương cho nó hay sao á. Nói chung là mình kiểu đang chế đồ ấy và mình nhỡ tay vứt kim cương ra ngoài và nó lụm được kim cương và biến to ra. Thần kỳ thế quái nào ấy, mình cũng không thể giải thích được tại sao nó lại to ra được. Không biết nó có mạnh hơn không và nó có cái gì đặc biệt không, nhưng mà các bạn có thể thấy á, tự dưng á nó to đùng lên. Trông kiểu phát phì. Ngày 138 đến 145 thì mình tìm được một cái phòng thí nghiệm nữa. Và trong đó là một cái SCP-902 cực kỳ nguy hiểm. Đó có một cái hộp khá là kỳ lạ. Bởi vì cái hộp này nó, khi bắt đầu bước vào cái phòng này, luôn có một tiếng tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc, kiểu đếm ngược như kiểu bom hẹn giờ nổ chết bùm ấy. Và mình mở ra trong cái dương này thì không có bất kỳ một cái gì cả. Và sau đó mình ra ngoài thì mình vẫn tiếp tục có cái tiếng tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc. Và mình AFK lên mạng đọc được ấy, thì là nó bảo là khi nào mà tiếng tích tắc kết thúc thì thế giới nó sẽ bị xóa sổ. Nghe rất là hoảng hốt, mình không biết xử lý thế nào cả. Mặc dù khá là hoảng, nhưng mà sau khi mở cái hộp không có gì đấy thì mình nhận được một chiếc bản đồ. Chiếc hộp rộng ấy thì nó tạo thành một cái bản đồ. Và mình phải kiểu như là chơi một trò chơi giải đố kho báu hay gì, phải đi tìm đến cái địa điểm trên cái bản đồ đấy. Không thì cả thế giới sẽ bị hủy diệt. Nói chung là mình lại đi theo cái tấm bản đồ này thì nó lại dẫn đến một cái hộp khác ở trong rừng gấu. Ở đây có rất là nhiều gấu luôn ấy. Thì mở ra trong cái hộp này nó lại có một tấm bản đồ nữa. Ôi, không biết nó có trêu mình cái gì không. Thì mình lại tiếp tục mở bản đồ lên thì nó lại cho mình một điểm đánh dấu nữa và bắt mình đi đến điểm kia. Và mình lại xách dái lên đi tìm tiếp thôi. Thì thực sự nó rất là xa và tốn thời gian, đi mải mê không biết bao nhiêu ngày nữa thì đến. Và sau khi đến được cái hộp này thì tiếng tích tắc vẫn còn. Các bạn nghe đó. Và cái hộp này không mở nha, mình phải đập nó ra. Nhưng mà sau khi đập ra thì tiếng tích tắc dường như không kết thúc, nên là mình phải lấy cái hộp này đi tiêu hủy. Và hình như trong cái mod này mọi thứ mang đi đốt đều giải quyết được những cái lời nguyền và cái phù chú hay sao ấy. Tiếng tích tắc bé dần và kết thúc. What the fuck? Ảo diệu thực sự. Ngày 146 đến 149 thì càng đi trời sương mù càng dày đặc, nên là mình phải gọi ma chơi răng dọi đường và dẫn lối. Cuối cùng đi vài ngày thì mình tìm đến được một ngôi làng khác. Ở đây có rất là nhiều người và mình cảm thấy thật là ấm áp sau những cái ngày mà rong ruổi gọi là khám phá mệt mỏi. Cuối cùng sau bao lâu thì cũng có được một giấc ngủ ấm áp với tất cả mọi người xung quanh. Đến sáng hôm sau thì là một ngày trời nắng đẹp tuyệt vời, nắng ấm chan hòa, sương sớm long lanh đậy trên cành lá. Thì mình lại tiếp tục dạo chơi quanh làng đi lút đồ thôi. Ai có gì thì xin lấy. Thì mình đi lấy gọi là của người nghèo chứ cho người giàu ấy mà.
Sau đó thì cái căn nhà mà mình ngủ bị bốc cháy. Thật là may mắn khi trời sau đó đổ một cơn mưa. Trời ơi, nếu mà cái khoảnh khắc ấy cái ngôi nhà bị cháy rụi và con ma chơi của mình tiếp xúc với ánh mặt trời thì có lẽ chúng ta series này mất đi Rick OK rồi các bạn, mất đi bé Rick OK rồi. Thật là may mắn làm sao. Rồi mình chợt nhận ra là không biết cái đầu này thì nó có thể sử dụng để nó chui vào trong cái đầu đấy không, và nó nhặt lên được. Sau đó thì nó chui vào cái đầu. Trời ơi, thằng dân làng hết hồn luôn mà. Cái đầu này là Siren Hurt hay sao ấy. Ông dân làng là ông ấy cứ tập trung là nhìn con ma trời mình thôi. Uầy, trông khá là xịn. Hình như là từ giờ là có cái quả đầu này che nắng là ma trời của mình là có thể ra ngoài trời sáng rồi á. Uầy, trí thông minh gọi là đỉnh cao. Bây giờ là mình có thể cho gọi là ma trời đi bất cứ nơi đâu và bất kỳ thời gian nào. Thật là tuyệt luôn. Kiểu nó mãn nguyện sao không tả được. Và cuối cùng thì mình lại đi tìm một ông bán cái phù chú trường sinh. Thì đi mất nửa cái làng thì cuối cùng cũng tìm được ông ấy. Và mình đổi được 5 cái totem liền. Yes, thưởng cho ông thêm phù vàng nữa nha. Ngày thứ 151 đến 155 thì mình tìm thấy căn phòng của SCP-002. Đó chính là căn phòng sống. Trông nó như cái kén của cái con gì ấy, trông như một cái tổ con gì ấy. Và sau khi mở cửa nó ra, mình đi thử và bước chân vào thì cái căn phòng này nó nuốt kiểu nhấn chìm người xuống ấy, khiến cho mình mất máu và có thể chết, gọi là chết ngập trong cái này. Và những cái khối thịt của cái căn phòng này thì mình không thể nào đào ra được, cái khối bầy nhầy nhầy nhụa màu đỏ đỏ thì không thể nào đào ra được. Và sau đó thì mình nhặt được vài quả trứng của cái gì nhở, quả trứng của người thí nghiệm ấy, vật thí nghiệm ấy. Thì những cái vật thí nghiệm đấy sau khi chết ở trong căn phòng này, sau khi chết bởi không thở được, chết ngạt bởi vì con phòng hấp thụ ấy, thì sẽ biến thành một cái đồ vật ngẫu nhiên, một cái đồ vật bất kỳ. Đó, như đây là một dàn máy vi tính chẳng hạn. Sau đó thì mình lại tiếp tục thả quả thứ hai xuống nữa để nghiên cứu những cái vật thí nghiệm cho trong căn phòng này, và kết quả nó lại biến thành một món đồ khác. Thì có lẽ là mình, nếu mình nhảy vào đây mình chết trong này thì cũng sẽ thành một thứ gì đó bất kỳ. Không biết mình sẽ thành cái gì đấy ta. Chắc sẽ thành cái máy bơm, một cái quạt điện gì đó. Ngày 156 đến 157 thì mình đi vào một phòng thí nghiệm của SCP-053. Và trong này thì có một cái căn phòng màu hồng rất là đẹp, chắc là của trẻ con. Thì mở cái phòng này ra ấy, thì trong này có một cô bé gái. Uầy, không hồng cu té nhở. Ôi, có giường này. Ồ, có một bé gái không này đấy. Hey, chào em nhá. Em tên gì ấy? Em ăn cơm chưa? Ô, dẫn ra giường này. Thôi, không đi ngủ đâu. Không. Mày còn nhỏ lắm, đủ 18 chưa? Thì theo mình nghĩ cái hành động của cô gái nhỏ là dẫn dắt mình ra giường ấy, thì đây chắc là kiểu theo bản năng khi gái thấy trai đẹp ấy, đấy còn tặng mình một bông hoa gọi là thay cho lời gọi là cảm ơn nữa. Nhưng mà mình rất tiếc là mình không lấy. Mình đẹp trai và giữ bản lĩnh lập trường rất là rõ ràng nên là kệ thôi. Và không hiểu tại sao nhá, khi mình đứng gần cái bé gái này bị auto trừ máu. Có lẽ là mình bơ em ấy nên là bị thế là xứng đáng thôi. Nhưng mà tự dưng căn phòng kiểu mây mờ bao phủ, xong rồi còn sấm sét nữa, nên là mình sợ quá mình chuồn đi thôi. Ngày 158 đến 160 thì mình lại tìm được một phòng thí nghiệm SCP khác. Và nó nằm ở giữa đồi luôn. Thì đây là SCP-811 nha các bạn. Thì vào trong này thì mình phát hiện ra một cô gái đang tắm. Trời ơi, sao không hiểu trong game SCP cô gái đang tắm. Và hình như cô ta không mặc một cái gì trên người cả. Xong kiểu cứ ngụp lên lặn xuống ấy. Kiểu lâu lâu kiểu nhảy lên. Úi trời ơi. Hơi ghê nha. Đừng tấn công em nha. Và mình còn có kiểu thấy cả mông người ta nữa. Nhưng mà đúng kiểu người ta bảo là con gái đẹp thì chỉ khi nhìn về phía sau thôi, các bạn hiểu không? Hiểu câu nói của mình không? Đấy, con gái chỉ đẹp về phía sau thôi. Đấy, nhìn cái tâm hồn của họ, nhìn cái kiểu mái tóc của họ. Uầy, trông khá là hấp dẫn ấy. Mặc dù trông có hơi dơ dáy một tí thôi, nhưng mà chắc tắm xong thì sẽ rất là xinh. Ừ, còn mình không biết là cô này tắm ở đây là bao nhiêu lâu rồi đấy.
chắc hẳn là nước ở đây gọi là đậm bị gái gái luôn, nên là chắc trước khi mình đi mình sẽ múc một xô để gọi là sau này cảm nhận. Từ ngày 160 đến 170, nói chung là đi khá là xa thì mình mới tìm được một phòng thí nghiệm nữa. Nhưng mà lần này thì mình chán đi vào cửa chính rồi, nên mình là quyết định lại thành siêu trộm Kaitorik đột nhập từ phía trên xuống. Ôi, đây là một phòng thí nghiệm đã bị reset mục rữa đến mức tối đa. Mình thấy các gian phòng và các bức tường đã bị phủ đầy bởi một lớp dịch đen nhầy nhụa cùng với một cái mùi thối rữa nồng nặc. Nói cho vui cũng không phải được đâu. Và sau đó mình phát hiện ra con SCP-106. Mình đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi và thấy con cừu và chưa thấy SCP-106 đâu. Thật ra con cừu lại spawn đây được nhở? Khá là lạ. Hay là đây là thức ăn của con SCP-106 vậy? Có lẽ là mình mở cửa ra mới thấy được. Đâu nhở? Đây là một ông chú. Một ông chú trông có vẻ hơi bặm trợn thôi, sống ở nơi một nơi gọi là hơi bẩn một chút. Còn đâu là ui, hình như có khả năng đi xin tường hay sao á. Eo ơi. Eo ơi, ông chú này có khả năng đi xin tường các bạn ạ. Nói chung là mình mất thời gian vật lộn với ông chú này khá là lâu. Và mình phát hiện ra ông này có khả năng bất tử. Hiện tại thì mình chưa có thể nào xử lý được người bất tử cả. Đã gọi là bất tử thì không thể nào mà xử lý được. Nên mình quyết định đào tường và chạy thoát khỏi phòng thí nghiệm này. Nói chung là mình cảm giác cứ bị ghê ghê ấy. Không rất là khỏe luôn ấy. Và sau đó thì mình cứ chạy. Người ta cứ đuổi. Và sau khi ra ngoài tiếp xúc với không khí này ấy, thì ông ấy kiểu vui tính và đưa mình sang một thế giới khác. Hình như đây là một thế giới song song với cả thực tại. Và mình vừa vào đây mình đã bị mất một cái bùa tua tầm rồi. Tại vì mình bị di chuyển thẳng vào lòng đất luôn ấy. Mình đọc được thì con này là SCP có khả năng nhốt mình vào thế giới của ông ấy và khiến mình bị ăn mòn từ từ ở trong này. Mà ở cái thế giới này ấy, ngày với đêm không thể nào phân biệt được đâu các bạn ạ. Nên là mình đã bị lạc ở trong này suốt mấy ngày liền. Nó khá là đáng sợ. Ngày 171 đến 174, sau vài ngày lang thang thì mình cuối cùng cũng gặp lại ông ý. Và có lẽ lần này do duy trì sức mạnh với kết nối hai thế giới song song nên ông ý đã bị yếu đi rất nhiều và mình đã có thể đánh bại được ông ta và trở về thế giới thực. Nhưng mà nhá, chỉ còn nửa tim thôi. Nói chung là sau khi trở về từ cái thế giới song song của cái ông kia thì mình đã bị một cái triệu chứng tâm lý nặng và hình như có dấu hiệu hoang tưởng. Ngày 175 đến 176 thì mình gặp một phòng thí nghiệm rất là đặc biệt nha. Tại vì nó có hàng rào bảo vệ và trong này thì nó nhốt cái loại SCP-015. Cái này là con quái vật ống nước à? Quái vật đường hầm à? Sao có đá đỏ gì? Ui! Sao có đá đỏ ở chân này? Đánh thì chết không? Ui! Đánh một máu vắt trừ hồi một máu luôn kìa. Thấy không? Nó kiểu hơi bị giận ấy. Ui! Chưa có cả đầu người đó này. Ui! Đào ống nước ra bị dính hiệu ứng gì hết. Sao ta?
Let me out. Ui! Hết hồn. Đừng. Ui, mình bị dính hiệu. Ui! Má trong ghế vậy? Chúng giữ giáp đây. Ui. Ui, ghê nha. Ui. Ui, quái vật ống nước à? Quái vật thợ sửa ống nước à? Ui, quái vật Nhật Bản à? Ui. Nó có bừa. Đầu nó cắm vào đất, nó có bừa ấy. Lúc đầu hiệu sợ rồi, giờ nó thấy nó hơi đần độn nhờ. Ui, nhưng mà mình cứ bị kiểu dính cái ống này ấy. Ui, kiểu hơi trừng choáng ấy. Cút ra. Nói chung là sau một lúc vật lộn với nó ấy, thì mình bắt đầu đặt khối lại và nhốt nó trong kia, rồi quay ra giết nó thôi. Nhưng mà các bạn không thể tưởng tượng một cái điều đặc biệt ở đây đâu, là sau khi mình giết con này rồi đấy, các bạn thấy là chết biến mất đúng không, hòa tan vào không khí đúng không, thì mình lại tiếp tục đi lên, quay lại cái căn phòng lúc nãy, thì mình vẫn thấy nó xuất hiện. Câu hỏi là hồi mình vừa mới giết rồi mà, thế nên là mình kiểu sợ quá ấy, là mình chuồn ra ngoài, mình không tiếp tục ở đây nữa. Ngày thứ 177 thì mình tìm thấy một phòng thí nghiệm loại xếp là an toàn ấy, mà trong này chỉ có một trái táo SCP-1032. Mình tìm thấy một trái táo cắn dở ạ, và mình ăn thử vào thì các bạn biết nó có vị gì không? Nó bị trừ mất nửa tim. Táo đều quá trưởng. Mở cửa ra giá luôn. Không thể chứa chấp được cái loại này làm gì à? À, lấy cho mấy ông xem chùa ăn. M78 thì mình tìm thấy một phòng thí nghiệm của SCP-997. Ở trong này nó là một cái gì ta? Một cái gọi là máy của thú gặm nhấm. Trong này toàn chuột không á? Nghĩa là bấm một cái máy đấy là nó tạo ra một đống chuột luôn. Đó, kiểu bấm vào là tắt mất hết sạch những cái loài gặm nhấm đi, những cái con chuột đấy đi. Và bật lên thì một đống ấy luôn. Không hiểu tại sao luôn. Đấy, thấy chít chít không? Ơ, mình phải thấy chít chít đâu mà. Phải bật lên mới được. Đây, các bạn thấy không? À, cái máy này mà dành cho ai sợ chuột thì chắc sẽ không thét mất. Mà mấy con chuột này là biến mất luôn nha. Cái máy này cũng khá là hữu dụng ấy, chắc mình sẽ cầm về nghiên cứu sau. Có lẽ là mình đi khám phá hết những cái loại phòng thí nghiệm kiểu nguy hiểm, sao bây giờ toàn tìm thấy cái loại xếp rồi. Ở trong này thì có một con mèo khá đáng yêu, hình như nó bị mắc kẹt ở trong tường ấy các bạn ạ. Ui, nhìn cái mũi hồng của nó kìa. Eo ơi, cute dã man ấy. Mình mà bắt được nó về chắc chắn mình bắt rồi. Không biết nó ăn pizza không? Hay táo vàng ăn không nhở? Ui, trông khá là cute ấy. Ôi nhưng mà Wait a minute. Con này nửa người à? Con mèo này chỉ có một nửa người thôi các bạn ạ. Ui. Eo. Sao nó vẫn sống được ta? Bán mèo à? Nửa thân hình mèo à? Ghê vậy. Sau đó thì mình lại tiếp tục đi, thì lại gặp một phòng xếp nữa. Chắc là mình khám phá hết những cái phòng mà nó màu đỏ, màu vàng rồi, nên bây giờ toàn gặp xếp thôi. Và mình thấy trong này nó có một cục cứt. À, cục phân. Ừ. Ủa. Trông nó đúng giống bãi phân luôn á. Ôi, nó đi theo mình nữa à? Trời. À đâu? Đọc thông tin thì cái này là cái máy ảnh chứ. Ôi, vậy mình là thành chủ sở hữu của nó các bạn ạ. Một con pet máy ảnh. Playpen. Mình đọc được trên mạng là Playpen. Sau đó thì nó cứ bám theo mình thôi, kiểu mình là chủ nhân của nó ấy. Trông cũng khá là cute nha. Lúc nãy mình cứ nghĩ là bãi phân nhưng mà không phải.
Cái này là cái máy ảnh các bạn ạ. Từ ngày 180 đến 184 thì mình lại tiếp tục đi. Và lần này hình như kiểu chỉ gặp được mấy con loại chef ấy, loại SCP loại chef ấy. Và có một cái phòng này thì nó có potion of healing, kiểu thuốc hồi máu à. Mình cũng chưa biết nữa nên mà mình cứ nhặt tất vậy thôi. Đó, potion of sweep. Ồ, mấy cái thuốc này khá là hữu dụng ấy, toàn loại chef thôi. Và còn có cả kim tiêm nữa này. Uầy, có cái để cho mình trích rồi đấy. Ơ, con SCP 2295 này trông ấy nhở. Con gấu bông này trông lại shape xanh thì chắc không nguy hiểm gì đâu. Nhưng mà nói chung là mấy ngày này mình toàn gặp mấy cái con mà gọi là kiểu đáng yêu ấy. Và ngày sau đó thì mình lại tìm thấy một cái phòng thí nghiệm khác. Trời ơi, đúng là đi hết sạch những cái phòng thí nghiệm mấy con nguy hiểm rồi. Bây giờ chỉ còn mấy cái phòng thí nghiệm của mấy con không ghê lắm thôi. Nói chung là cũng không có gì đáng sợ này cả. Đây gọi con SCP-006 này, nó là một cái hồ nước thôi. Chẳng có cái gì để nói cả. Và sau đó mình lại tiếp tục đi đến cái phòng thí nghiệm khác. Thì ở trong này mình thấy kiểu kẹo á. What the fuck? Mất luôn cái bùa sinh ạ. Kiểu đó là một cái bẫy. Mặc dù là loại SCP an toàn nhưng mà đó là một cái bẫy, kiểu dành cho những người nào mà ham mê kẹo ngọt ấy. Sau đó thì mình tiếp theo mình lại đi vào một cái phòng thí nghiệm khác. Trong này thì có một cái người lợn hay là người que, người xương gì. Nói chung là một cái ông bị nhốt trong phòng thí nghiệm. Khá yếu thôi, cũng không khỏe lắm đâu. Chém vài cái là chết rồi à? Mình cũng không nhớ tên ông này là ông gì. Nhưng mà chết ra lòi ruột, phổi phèo, lòi hết ra này. Ngày 185 thì mình đang đi thì mình bị rơi vào cái bẫy á. Mình không hiểu tại sao ai lại đào một cái lỗ nó sâu như thế này luôn á. Thế là mình rơi xuống thì mình vẫn bảo vệ mạng sống an toàn được. Tại vì cái lỗ khá là cao nhưng mà vì cái con pet của mình nó rơi xuống thì chết ựa luôn. Và cái con pet ấy chết ra thì rơi ra cái dao. Mình không hiểu làm sao mà ai lại đặt cái hố gọi là khám lọ này. Và mình được cái dao Platinum Throwy Knife. Cái này là kiểu phi tiêu ấy. Nói chung là một món quà kỷ niệm người bạn nhỏ của mình đã chết. Nên là mình đã lấy cái con dao này và đặt được tên luôn nha. Nó vẫn là kiểu một thực thể sống á. Nên là mình đặt tên luôn nha. Đó, tạm biệt anh nhỏ của tôi. Ngày 186 thì mình tìm thấy một phòng thí nghiệm của loài khủng long bay. Trong này nó là một cái lồng kính và trong này chỉ toàn khủng long bay thôi. Eo, đẹp ha. Không biết con này nó có đáng sợ như cái loài thằn lằn không. Nhưng mà nhìn này có vẻ là nó đáng yêu thôi, chứ nó không, nó kiểu khủng bố như cái loại thằn lằn kia. Mình mà gặp con thằn lằn nữa chắc mình sẽ sợ xón đái ngon nữa. Nói chung là cũng chẳng có gì đâu nên là mình bỏ qua thôi. Ngày thứ 187 thì mình xây một cái lồng để bảo vệ bọn người xương khỏi nắng ấy. Tối mà mình sẽ đi bắt bỏ hết người xương vào trong này. Ngày 188 đến 109 thì mình đi tìm sói hoang để thuần phục. Nói chung là mình thuần phục được khá là nhiều chó hoang đấy. Và rồi mình gặp một cái đàn chó hoang đen đen này thì nó không ăn xương bình thường này đâu. Và nó nhảy lại, nó tấn công, nó chơi mình luôn. Và nó thông báo là mình không thể nào mà có thể mà thêm được, nó có thể thuần hóa được các loài chó này nếu mà chưa đánh bại vua rừng. Sau đó thì mình lấy hắc diện thạch để làm một cánh cổng địa ngục. Nói chung là mình vào địa ngục để tìm phosphat và thu hút những cái con xương đen để lấy đầu và mang một số lượng khá là lớn về. Khá là lớn cái loại xương đen về ấy. Thứ 190 thì mình tìm thấy ông vua của rừng. Nó trong lốt một con hươu xương gầy gò ốm yếu. Không, thực ra là nó không có da luôn ấy. Và các bạn không biết được đâu, đến tối thì nó mới bắt đầu trở lại thành đúng hình dạng thật. Nên là mình sợ nó đi mất nên mình đã nhốt nó lại. Các bạn phải chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của buổi tối của nó đây thì các bạn mới hiểu được là nó đẳng cấp như thế nào. Uầy, thế nó đúng kiểu thần rừng luôn á. Nó phát sáng trong đêm này các bạn. Và đánh bại được nó thì khá là khó khăn.
Ngày thứ 191 đến 195 thì mình tiếp tục đi tìm sói hoang, skeleton và sói khổng lồ để tạo thành một đội quân để có thể chiến đấu được với Wither. Ngày 196 đến 197 mình đi vào rừng để xem còn bắt được con gì đáng yêu nữa hay không. Và hầu hết những con đáng sợ trong cái mod này thì mình đã đều trải qua rồi. Nhưng mà đặc biệt các bạn nhớ con SCP-096 không? Cái loại mà trốn phòng thí nghiệm ấy. Ê, và nó thấy mình rồi nó đuổi mình này. Trời ơi, sao nó gặp nó ở trong rừng này chưa? Nó thực sự khá là đáng sợ đấy. Mình đã nhanh trí là trèo lên trên cao và tạo cái bẫy để có thể giết nó bằng cách chờ cho nó chết. Nhưng mà mình chờ hồi lâu nó cũng không thể chết được. Có lẽ là nó cũng bất tử. Và mình đánh nó một cái thì nó còn hồi lại gấp hàng chục lần như thế. Thì mình làm sao có thể giết được nó đây? Nói chung là sau khi thoát được SCP-096 thì mình gặp ngay được cái con SCP-059 đuổi mình sát mặt luôn á. Mà mình không hiểu nó từ đâu ra mà nó kéo nguyên cả đàn tới. Với sức mạnh quá đông và hung hãn của bọn chúng thì mình đã chơi cái bài là người về lòng đất các bạn ạ. Có vẻ là hơi nhục nhưng mà đây có một lẽ là một biện pháp gọi là tốt bậc nhất đấy. Ngày thứ 198 đến 199 mình về nhà chuẩn bị lại trang bị và triệu hồi ma chơi cũng như thả đội quân xương chó khổng lồ để đánh nhau với Wither. Hứa hẹn là một cuộc chiến bùng nổ nhất lịch sử của mình. Sau đó thì mình triệu hồi ra Wither và đánh nhau thôi. Nói chung là sau một đêm dài thì đội quân xương của mình đã chết gần hết. Bây giờ chỉ còn lại đội sói hoang này thôi. Có lẽ là cuộc hành trình của chúng ta sẽ khép lại tại đây. 200 ngày vừa qua thì là một chuỗi ngày cực kỳ gian nan và vất vả. Để hoàn thành những cái mốt này thì mình đã bỏ ra 2 tháng. Vì vậy khi kết thúc nó thì mình cảm thấy thực sự rất là buồn. Và mình thực sự cảm ơn những cái bạn fan cứng đã xem đến tận cuối cùng video này.